Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8 đều là nhân 2 mét nhá. Mét 6 2 mét và mét 8 2 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống các nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180.000. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180.000. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6. Mét 6 2 mét nhá, mét 6 2 mét các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2 mét nhá, 1m7 x 2 mét các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây nó sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260.000 nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok.
Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi để phục vụ các bác. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao các bác lên cho em đó là cái các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Lên cho em là dao gọt 2. Con này chiều dài của nó khoảng 20 cm. Hàng của thương hiệu Wabo này. Đấy, Wabo Japan. Con này nó sẽ là dòng liền thân nhá. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Một cái dây bóng dai nhá, dây bóng dai như này mà em còn dọc được nhá. Là các bác thấy cái độ bén của nó rồi. Đấy, tức là nó phải siêu bén luôn thì nó phải dọc được cái dây bóng dai như này. Đấy, còn đối với giấy thông thường thì nó quá đơn giản thôi nhá. Đối với giấy thông thường thì quá đơn giản rồi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao gọt 2 như này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con dao gọt 2 như này nhá. Lên mã giúp cho em là đó là dao gọt 2 nhá. Gọt 2. Giá sẽ là 80k. 80k cho một chiếc dao gọt 2 như này, chiều dài khoảng 20 cm nhá. Gọt 2 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho mấy em robot như này các bác. Đấy, 120k. Đây, ở nhà các bác chỉ cần ấn cái nút này cho em là nó chạy thôi. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó có phần cản pin, tháo ra cho em. Và tháo cái chân này ra. Đây là cái chân này điều hướng này. Nó xoay nó sẽ điều hướng. Đây. Đây khi em mở máy ra cho các bác xem thì hàng mới tinh nhá. Đấy, hàng mới tinh. Chưa hề có một hạt bụi nào luôn, bóng loáng luôn nhá. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem. Đấy, hút thử cho các bác xem, cảm nhận được cái độ sạch của nó nhá. Đây, đấy, các bác bật lên cho em. Máy chạy này, đấy, rất là ngon lành nhá. Đấy. Con này thì nó chạy được cả trên thảm, cả dưới đất nhá. Đấy, cả trên thảm này, cả dưới đất đều ok hết nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, máy đang chạy đây, rất ngon lành luôn. Máy đang chạy đây, đấy. Đấy, đây là em cho chạy trên thảm nhá. Còn chạy dưới đất thì các bác này, đấy, chạy dưới đất đây. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Con này thì miễn chê luôn, nó chạy cực kỳ là khỏe, êm ái và ngon. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 120k thôi. Đấy, đây giờ em sẽ cho nó dừng để test cho các bác xem. Đấy, em đã cho nó dừng rồi. Bây giờ các bác em mở nắp cho các bác xem cái lượng bụi bên trong nhá. Đấy, nó chỉ chạy có khoảng 30 giây thôi, nhưng mà các cái lượng bụi mịn của nó đã hút vào nhiều như này các bác này. Đặc biệt là các cái phần bụi lông, bụi mịn này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, thì những cái bụi mịn này nếu như mà thông thường các bác dùng gọi là dùng chổi quét thì không bao giờ quét được những cái dòng bụi mịn như này. Bụi to thì không nói làm gì rồi. Những cái bụi mịn như này thì dùng chổi thông thường là không quét được. Và khi đó thì các bác dùng con máy hút bụi này cho em thì nó rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác nên dùng con này, cực kỳ là tiện ích luôn. Rất sạch sẽ, tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá nó gọi là cái giá quá hạt rẻ để tri ân rồi. Đấy, giá này là giá tri ân các bác rồi nhá. Đấy, chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi như này. Đấy, thì các bác lên cho em là robot hút bụi nhá. Tại vì bên shop có cả dòng máy hút bụi nữa. Lên cho em là robot hút bụi này. Robot này. Đó, robot hút bụi. Giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá. 120.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa inox nhá. Hàng made in Japan này. Đó, kéo tỉa inox đây. Hàng made in Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là ngon luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Đây, cắt tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm này. Đây. Đấy, những cái dây bóng này cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, thì các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó, các bác theo. Đây. Đấy, phần của nó thì nó sẽ có cái phần đầu giáp lưỡi cưa như này. Thì khi mà các bác dùng thì nó rất là bám cây nhá, không bị trượt nhá. Đó. Bám cây, bám lá rất là tốt luôn, chuyên để tỉa răm. Lên cho em là các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan này. Giá của nó sẽ là 50k nhá, hàng made in Japan này. Đó. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho con kéo tỉa inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá, có màu đen, màu đen, màu xanh và màu ghi như này. Đấy. Giá thì bên shop trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ theo combo. Đấy. Bán theo combo thôi nhá. Đây, đấy, đây con này.
rất là ngon lành luôn. Có cái cao su chống dính rất là tốt nhá, hàng hàng bằng bằng vải bằng vải 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 mịn nhá. Nó sẽ là bằng vải này. Đấy, hàng bằng vải dệt 5D. Đấy, cực kỳ là thoáng khí, các bác dùng không bị nóng tay và rất là ôm tay luôn. Em cầm bút viết thoải mái luôn. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là găng tay lao động nhá. Đấy, găng tay lao động này. Đó, lao động giá của nó sẽ là 5 đôi sẽ là bằng 40k. Đấy, và 12 đôi thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó. Một bịch này của nó là 12 đôi là 70.000. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên. 5 đôi sẽ là 40.000, 40.000 cho 5 đôi. Đó. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. 5 đôi chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì đây bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng. Đây. Đây nó sẽ là một cái nắp cống như này. Đấy. Nắp cống bằng đồng nhá, bằng đồng nguyên chất như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ngon luôn. Đó, khi các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đây. Nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng này. Đấy. Đây cho bác nhá. Đó. Bằng đồng nguyên chất này. Khi các bác cho nước vào thì nước xả nước thì nó bị mở nắp nhá, còn không thì nắp nó luôn đậy như này thì nó sẽ ngăn mùi cho các bác rất là tốt luôn. Nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k. Đấy, lên xem là nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng này 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một cây nắp cống đồng. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Các bác nhá. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối. Đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nha các bác nhá. Thực sự không có mùi hôi nữa khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nha các bác nhá. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối. Đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Đó, giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ô nhật tự động nhá. Ô dù nhật tự động đây. Đấy. Thì giá thì chỉ có 80k thôi. Nó sẽ có các màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Con này ưu điểm của nó rất là tiện này. Khi các bác mở ra thì chỉ cần bấm này là nó sẽ bật ra. Đấy, bấm này nó sẽ bật ra. Dòng ô này của em thì nó sẽ là dòng ô nan kép nhá. Đấy, nan kép cho các bác khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khi các bác bấm vào thì chỉ cần bóp này nó sẽ vào thôi. Đó, còn khi mình cho vào rồi thì mình lại bóp vào này, bóp này nó sẽ ra này. Đấy, bấm vào nó sẽ vào. Dòng này của nó là dòng nan kép 10 nan nhá. Đấy, nan kép 10 nan, dùng thì cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật. Giá thì chỉ có 80k một chiếc thôi. Ví dụ như các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Một tay mình có thể mở ô ra được rồi. Đấy, thì khi các bác ở trên ô tô xuống này hoặc là tay mình đang bận cầm cái nọ kia thì các bác không cần phải sử dụng hai tay mà chỉ cần một tay là mình đã bóp được vào rồi. Đấy, lưu ý các bác là mở vào và mở ra đều phải ấn nút hết nhá. Hai cái mũi tên đi lên đi xuống này. Đó. Lên cho em là ô dù nhá. Ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k một chiếc. 80k cho một con ô dù Nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế. Đây. Đấy, một con chổi cọ bàn ghế như này. Các bác chiều dài của chổi thì khoảng 20cm. Các bác dùng để mình kỳ cọ bàn ghế này. Đấy, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 35k thôi nhá. 35k cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Hàng rất đẹp và giá hợp lý rồi. Đây, các bác kỳ cọ bàn ghế hoặc là ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được. Nó rất là tiện, nó là đầu chổi lông như này. Đấy, thì các bác dùng để cọ bàn ghế này, quét ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn pin. Các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy, hàng của Nhật này, Polis này, made in Japan các bác nhá. Đấy, độ rọi xa thì từ 600 đến 1.000m này, 600-1.000m có kèm các sạc nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Thứ nhất là sẽ có phá kính này, phá kính này, thứ hai là cắt dây này, thứ ba là có nam châm hít nhá. Có nam châm hít này. Đây. Đấy, đây nó có nam châm này. Đấy, nam châm hít này các bác này. Đấy, đây có nam châm hít nhá. Thứ tư của nó sẽ là có sạc ra cho điện thoại này, có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, thứ năm của nó thì nó sẽ là có la bàn này, la bàn. Thứ sáu là có còi hú này. Đấy, có còi hú cho các bác luôn. Con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Con này đang bị hết pin nhá. Đấy. Em test con khác cho các bác xem. Đấy, đây. Đây này, đó đây nhá. Đó. Có còi hú cho các bác nhá. Đây, có còi hú này. Đấy, có còi hú này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đèn sáng ở đây này. Đấy. Đèn sáng trắng này. Đấy, các bác nhấn lì thì nó sẽ là đèn đỏ cảnh báo này. Và các bác nhấn lì nữa thì nó lại về cái đèn pha đằng trước nhá. Pha của nó rất là rọi luôn này các bác này. Đấy, các bác trông chưa? Ban ngày mà em dọi cái pha của nó còn như này các bác này. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá.
lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật này, đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 100 Mỹ. Có lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin này đấy, cảnh sát Nhật, đèn pin cảnh sát Nhật giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này đấy. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn bếp ga nhá. Cái này thì các bác dùng công năng của nó thì các bác biết rồi, dùng để chắn cho cái bếp ga nó khỏi bị gió nó tạt đi và tránh cái lực là bị hao ga nhá, bị hao ga khi mình đun thì nó không bị hao ga đó. 25k một chiếc, 25k lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga đấy, chắn bếp ga giá sẽ là 25k, 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ, đây nó sẽ là một con kéo cắt cành, dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi, bên shop em cũng bán rất là nhiều rồi đấy, kéo cành hộp đỏ này đấy, đây một con kéo cành hộp đỏ như này, hàng thì nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này đó, made in Japan. Con này thì các bác dùng để cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn đấy, cắt cây cắt cành, tỉa cành, cắt cành dăm, cành diếc đều ok hết nhá, hàng nội địa của Nhật có chữ triện hẳn hoi nhá. Đấy, đây rất là ngon lành như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá, kéo hộp đỏ. Đấy, phần cán này của nó thì liền thân và có ốp gỗ nhá, cán liền thân ốp gỗ này. Hàng này cực VIP luôn. Đấy. Nếu con này các bác mua trên các cái sàn nó bán cho các bác khoảng 3 đến 500 nghìn, nhưng mà hôm nay bên shop bán cho các bác giá chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái mẫu sản phẩm đó là dầu gội đầu. Đấy, sang mùa hè rồi thì các bác lại dùng dầu gội đầu nhiều, và bên em thì vẫn cung cấp cái dòng dầu gội đầu clear này. Đấy, dầu gội đầu clear đây, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng dầu gội đầu clear như này, cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này, có hai màu, màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, nam nữ đều dùng được cả, rất tiện ích cho các bác luôn. Dầu gội đầu clear hàng của thương hiệu Unilever nhá. Đấy, sản xuất tại Thái Lan con này, đây Bangkok Thái Lan con này đó, Bangkok Thái Lan đây, giá sẽ là 80k cho một lọ dầu gội đầu như này, có màu xanh và màu trắng nhá, màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá, đây các bác lên cho em là đệm ghế này, đây nó sẽ là một cái đệm cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn đó. Đây con này, đây nó sẽ là một cái đệm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng đệm cao su non nhá, đệm cao su non chống trơn trượt cực kỳ là xin lỗi các bác là ngồi thì cực kỳ là êm luôn, và độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá. Đấy, các bác có thể để cả quả trứng lên đây ngồi cũng không bị vỡ luôn đó. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đệm ghế như này thôi, các bác lên xem là đệm ghế giá sẽ là 80.000, thì các bác có thể ngồi để mình gọi là chống, đặc biệt là các bác nào hay bị trĩ này, đấy, trĩ nội trĩ ngoại, hoặc là bị đau lưng, đấy, đau lưng mỏi lưng thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là êm ái, thì các bác chỉ cần đặt lên cái ghế làm việc của mình hoặc là cái ghế sofa đó, để mình ngồi nó rất là tiện ích luôn. Chiều dài của nó khoảng 35 và chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá, 25 đó. Đây mã giúp cho em là đệm ghế giá sẽ là 80.000 nhá, đệm ghế này đó, đệm ghế giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái đệm ghế này luôn. Đây các bác này. Đệm lót mông silicon chống êm mông, đau lưng, đau cuộc sống, chống bệnh trĩ, đau thần kinh tọa, dùng cho người thường xuyên phải ngồi nhiều như dân văn phòng, học sinh, sinh viên, các bác tài xế. Đệm được thiết kế theo cấu trúc tổ ong đối xứng hai mặt, chất liệu silicon đàn hồi, không biến dạng dù bị kéo, không sợ xẹp lún, dễ dàng gấp gọn mang đến văn phòng, lớp học, công xưởng. Đệm lót mông silicon chống êm mông. Sao các bạn thích ngồi đệm silicon này quá, phân tán được tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hút thêm để cho ba mẹ mình dùng nữa. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh. Chất liệu là silicon nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy cứ oạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hút thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini các bác này. Đấy, hàng đồ kim khí này, bộ khoan mini cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm là một cái bộ khoan đựng trong một cái hộp như này,
rất chất lượng xịn sò, giá chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một máy khoan như này nhá. Đấy. Đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể xoay ấn cái lẫy này xoay thẳng này cho em. Đó, tiện không? Các bác có thể dùng thẳng này. Dùng thẳng cũng được mà các bác có thể dùng hình khẩu súng cũng được. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác có thể đảo đi như này. Đảo đi như này cho em. Đó, đây. Rất tiện nhá, và có đảo chiều ra vào nhá. Ngoài ra thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là có tới cho các bác là 30 đầu vít này. Đây, đấy, chọn bộ này, 30 đầu vít này. Đấy, rồi các cái đầu khẩu này, một cáp sạc này, một cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, và hai mũi khoan này, hai mũi khoan, một đầu nối và bốn đầu vít này. Đó. Lên cho em là khoan mini nhá. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này chỉ có 180.000 thôi. Đấy, khoan mini. Đầy đủ chi tiết cho các bác luôn mà giá chỉ có 180.000 thôi. Khoan mini nhá. Khoan mini này. Khoan mini 180k cho một bộ khoan mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ có cánh quạt này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt này, và có một dây như này. Bộ này chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một bộ sen quạt thế này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, bao gồm một sen quạt này và một bộ dây có đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trực tiếp trên tay như này, các bác không cần phải đưa vào gật gù để mình đóng ngắt này, và có cho các bác là tăng giảm ở đây nữa nhá. Đóng ngắt tăng giảm đầy đủ cho các bác luôn. 100.000 cho cái bộ vòi sen quạt tăng áp như này. Đấy. Giá thì cực kỳ mềm mại rồi. Chỉ có 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Các bác chả đi đâu mà mua được cái bộ như này mà giá 100.000, em bên em bán cả 1.000 bộ rồi. Lên cho em là sen quạt này. Đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đèn này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu lấy dây tai và một đầu gắp luôn, tất cả đều có đèn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn cho nó nhanh. Đấy, thực tế luôn. Đèn này trong mắt đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho bé, nhưng nếu không biết cách lấy hoặc sử dụng những vật dụng cứng sẽ làm cho bé rất đau. Đấy, có đèn bật lên được luôn các bác này. Đó. Và có bộ gắp cũng có đèn luôn, rất tiện nhá. Đấy, hai cái luôn. Combo cho bác hai cái. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng bao gồm cho các bác là 5 khay. Ở đây thì nó sẽ là cả khay cả nắp luôn. Cả khay cả nắp luôn. Hàng thì rất là đẹp, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, em gọi nó là siêu mỏng thôi chứ nó cũng không đến nỗi là quá mỏng đâu. Nhưng mà em gọi thế để cho các bác yên tâm. Các bác nhận hàng cũng đến lúc các bác nhận hàng các bác lại chê là mỏng thế. Tại vì cái giá của nó rất là hợp lý rồi. Một cái bộ 5 khay inox như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Bộ 5 khay siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50k. Ưu điểm của con này thì các bác dùng để bỏ thực phẩm thức ăn trong tủ lạnh nó rất là tiện này. Đấy, có nắp đậy cho các bác không bị mùi. Và một bộ là 5 chiếc. Chiếc to nhất thì vào khoảng là 20 cm, 20-22 cm. Và đây. To nhất thì là 18 cm nhá, và nhỏ nhất là 10 cm, thì nó sẽ có combo cho các bác sử dụng rất là tiện luôn. 50.000, tính ra vào có 10.000 một chiếc thôi, 10.000 một cái khay này thôi. Đó, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là kia bơm tẩu ô tô. Đấy, bơm tẩu ô tô thì con này các bác chuyên dùng để mình bơm ô tô thôi nhá. Bơm ô tô thôi. Đấy, và các bác phải có ô tô con thì mình mới dùng được. Hàng thì của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đây nó sẽ là cái đầu bơm của nó này, và đây là cái dây dẫn này. Đấy, dây dẫn để các bác có cái đầu tẩu này các bác cắm vào ô tô nhá, chứ không các bác không, cái này không dùng cho xe máy được đâu. Đấy, không dùng xe máy, không dùng điện được, mà con này phải bác nào có ô tô thì mới dùng. Ô tô thì nó sẽ có sẵn tẩu rồi. Đấy, các bác cứ để trên ô tô. Ví dụ như là xe cộ có vấn đề gì thì các bác ấy vào cho em. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180.000 cho một cái bộ bơm tẩu ô tô này thôi. Hàng thương hiệu Toyota. Đấy, các bác yên tâm sử dụng. Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, nhận hàng kiểm tra cùng với ship nhé. Bên em là yêu cầu là các bác phải nhận hàng phải kiểm tra. Còn nếu không kiểm tra lỗi lầm hoặc hỏng hóc thì các bác phải tự chịu trách nhiệm. Bên em sẽ không kiểm nghiệm khi mà các bác đã nhận hàng rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên em thì ship code toàn quốc nhé. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đấy, con vật mũi nhá. Đấy, các bác lên xem là vật đứng. Ở đây thì nó sẽ kèm một cái đế sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, cắm củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhé. Là ok. Đó, đây các bác bật lên cho em này. Đấy, thì
Ở đây nó sẽ là có một cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút con muỗi nó bay vào nhá, thu hút con muỗi bay vào. Và con muỗi bay vào là nó sẽ bị chập luôn các bạn này. Muỗi bay vào nó sẽ bị chập luôn, các bạn theo. Đấy. Và anh điện thành tách luôn nha, và anh điện rất là khỏe luôn. Thì nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động này. Đấy, và vợt muỗi này, vợt muỗi thì các bác dùng vợt như bình thường. Đây, công tác đây các bác vợt như bình thường nhá. Đây. Đấy, các bác vợt như bình thường chưa? Đấy. Còn khi nào bắt muỗi tự động thì các bác đẩy cái đèn này lên là nó sẽ lên đèn để các bác bắt muỗi tự động. Nhưng mà lưu ý các bác là khi bắt muỗi tự động thì mình phải cắm đế sạc vào nhá. Đấy thì mới được lâu. Đấy, tại vì cái pin này của nó dung lượng pin nó vừa phải thôi. Đó. Các bác lên cho em đó là vợt đứng nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là vợt đứng, giá sẽ là 130.000 cho một em vợt muỗi đứng như này. Đấy, giá thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, giá thì nói chung là giá khá là hạt rẻ và hợp lý nhá. Lên cho em là vợt đứng này, đó. Vợt đứng giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em vợt đứng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị cái này là cái gì đấy nhỉ? Cái này thì là một cái dòng sản phẩm chuyên trị hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách, bác nào mà bị hôi chân này rồi hôi nách này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dùng cái này cho em. Cái này thì các bác cứ nhỏ trực tiếp 1-2 giọt và cái vị trí nào mình cần sử dụng thôi là ok nhá. Đấy, chuyên trị hôi chân hôi nách cho em, cực kỳ hiệu quả luôn. Giá thì sẽ là 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Đấy, 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó. Và giá thì sẽ là 50.000, lên mã giúp cho em đó là hôi chân hôi nách, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Tiếp theo thì nay bên shop hôi chân hôi nách nhá, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Đấy, bắt đầu thời tiết nóng rồi thì các bác mang nước đi để mình uống cho nó an toàn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là sử dụng inox 316 và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít. Đấy, dung tích là 1 lít này, có lưới lọc luôn. Đấy, inox 316 cực kỳ an toàn luôn. Đây, Su 316 các bác này. Đấy, rất an toàn luôn nhá. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 80.000 trong cái bình thể thao như này thôi. Đấy, có nắp đậy, có lưới lọc cho các bác hàng hoàng, các bác có thể dùng pha trà, pha cà phê. Đây, màu thì rất là đẹp. Và ưu điểm của con này nó có quai sách nha, các bác có thể đeo trên xe đạp, xe máy, ô tô, mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái con bình thể thao như này, chỉ có 80.000 thôi. Dung tích của nó là 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao này. Bình thể thao. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80.000 một chiếc nhá, 80.000 trong chiếc bình thể thao như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái mẫu bình đó là cái bình tông nhá, bình tông. Con này thì hàng của Nga nhá, hàng của Nga. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này dung tích của nó là 2 lít luôn. Trông nó dẹt dẹt như này thôi nhưng mà dung tích của nó khá là lớn luôn. Và nắp của nó là nắp chống mất nhá, chống mất, nó đai vào đây rồi. Các bác dùng an toàn, có gioăng. Các bác có thể dùng để mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Đấy, đều ok hết. Hoặc là các bác dùng để đựng rượu, mang rượu đi nhậu, mang rượu từ nhà đi nó rất là an toàn. Có một cái bao da như này các bác bỏ vào đeo, vừa sang xịn mịn vừa lịch sự. Hàng của thương hiệu CCP của Nga nhá. Đấy, hàng của Liên Xô. Đấy, đây, rất là đẹp này, CCP đây. Đấy, lên cho em là bình tông 2 lít nhá, giá chỉ có 130.000 thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình tông 2 lít này. Đấy, bình tông 2 lít giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cái bình tông nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa đây. Thì nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa như người ta mặc này. Đấy, như người ta mặc này các bác này. Đấy, bộ quần áo mưa, hàng VIP 1 nhá, hàng VIP 1. Hàng chất lượng cao VIP 1 cho các bác luôn. Đấy. Size của nó thì là size XL, size to. Các bác mặc là đều vừa hết. Và chất liệu của nó thì các bác biết rồi, nó sẽ là bên trong bằng vải và bên ngoài thì nó sẽ là phủ bạc nhá. Đấy. Bên trong bằng vải và bên ngoài nó phủ bạc nên các bác dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác. Đấy. Đây. Hàng thì đúng như người ta mặc luôn. Đó. Khóa kiếc các thứ đàng hoàng nhá. Dây đeo dây điếc đàng hoàng. Đó, đây. Các bác này, đấy. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì mặc vừa ấm vừa là tiện dụng an toàn luôn. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó. Giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Một cái bộ quần áo mưa như này, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000. Cái này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua họ sẽ bán cho các bác khoảng 300.000 nhá, khoảng 300.000.
Đấy, nhà nào bán rẻ nhất thì cũng phải 250, còn không thì họ sẽ phải bán cho các bác là 300.000. Nhưng mà riêng bên em thì bán cho các bác giá cực tốt luôn, 195k. Lên xem là bộ quần áo mưa nhé, 195.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Bích nhá. Đây cái áo mưa choàng các bác này. Con này thì sẽ là 100.000 cho một cái áo mưa choàng như này. Đấy, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng. Thì con này nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, ở đây thì có bao đựng cho các bác luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái bao đựng như này. Đấy, một cái bao đựng như này rất tiện ích này. Và đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng nhá. Đây. Khi các bác choàng vào nó sẽ như trên hình ảnh như này. Đấy các bác này. Đấy. Công ty áo mưa Thành Nam. Đấy, hàng chất lượng cao cho các bác luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, khi các bác mặc vào thì đúng như này nhá, có cả che mắt này, có cả nhìn kính nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này nếu mà các bác mua ngoài thị trường họ sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 200 nhá. Đấy. Lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng này. Đó, áo mưa choàng giá sẽ là 100k cho một bộ như này thôi. 100.000 cho bộ áo mưa choàng như này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu nhá. Đây, thắt lưng cá sấu các bác này. Đấy. Thắt lưng cá sấu không hộp. Con này giá chỉ có 80k một chiếc thôi. Mặt của nó này, mặt của nó là mặt đúc này. Khóa của nó thì khỏi bàn rồi. Đấy. Đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó này. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, khóa rất là ngon luôn. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 80.000 cho con thắt lưng cá sấu như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Giá sẽ là 80.000. 80k cho một con thắt lưng cá sấu như này. Đấy. Lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80k. Đấy. 80.000 cho một con cá sấu không hộp này thôi. Giá rất rẻ các bạn, rất rẻ luôn. Đó, cực kỳ rẻ luôn các bạn. Đấy. Rất rẻ và rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 80.000 cho một con thắt lưng như này thôi. Rất đẹp luôn. Đấy các bạn này. Đấy. Đây, đấy. Rất đẹp các bạn nhá. Mà giá chỉ có 80.000. Mặt đúc liền này, khóa khiếc cực kỳ ngon luôn. Màu sắc đẹp trang nhã, nam nữ già trẻ lớn bé đều dùng được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy, 5 đĩa tròn. Hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này hoặc là dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, hàng rất đẹp. Hàng đẹp dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn. 5 đĩa tròn này. Đó, bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Tính ra là vào chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái đĩa như này. Hàng to dày dẫn chắc chắn, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ đẹp như này đâu. Đó, hàng thương hiệu Winling của Đức, hay hình người đây. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120.000. 120.000 thôi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo đĩa, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Thì đây nó sẽ là một cái dòng băng keo như này, hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đều là hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Dòng này của nó thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng luôn. Thì các bác dùng nó rất là da. Đấy. Dai, dính, mỏng và dùng thì nó rất là da. Đấy các bác thấy không? Đó. Dòng này thì các bác biết rồi, rất là dính các bác này. Đây, rất dính luôn. Giá thì sẽ là 10k cho một quận như này nhá. Đấy. Bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, 10.000 cho một quận như này. Còn các bác mua cân thì sẽ là 80k một cân nhá. Đấy. 80.000 trên một cân. 80k trên 1 kg. 1 kg của nó thì nó sẽ được khoảng là từ 7 đến 10 quận. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận như này nhá. 10.000 một quận như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đầy đủ màu sắc. Đấy, màu xám, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Giá thì rất là tốt cho bác luôn, 10k cho một quận như này thôi. Đấy, đây là một cân này, một cân này của nó thì nó sẽ là vào từ 7 đến 10 quận nhá. Và bên em nhặt đủ màu cho bác luôn, 80.000 cho một cân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm này. Bên em có dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đấy, 5m và 7m rưỡi. 5m thì giá sẽ là 40.000 và 7m rưỡi là 50.000. Đấy. Thước rút tự hãm. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm, còn các bác nhả này nó sẽ vào, rất là tiện. Đây, hàng nội địa của Nhật này, Japan này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đấy, con dòng 5m này thì sẽ là 40k. Đấy. 5m là bằng 40k này. Đấy, còn là 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó, giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 40-50.000 cho cái thước như này thôi. Đấy. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu dao dọc giấy này. Đây, dao dọc giấy này.
Con này thì bán lẻ thì sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái thì em sẽ tính cho bác 10.000 chiếc. Đấy, bán lẻ là 15.000, mua từ 3 cái thì sẽ là 10.000 chiếc nhá. Đó, tên mã giúp cho em. Đó là dao dọc giấy các bác nhá, dao dọc giấy bán lẻ là 15.000 chiếc. Đấy, và mua số lượng từ 3 cái cho lên thì sẽ là 10.000 cái. Rồi, ok. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200.000 nhá. Còn dưới 200.000 thì các bác cố gắng hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa thôi. Đó, phí ship thì bên em chỉ thu có 30.000 thôi, hàng nhiều hay hàng ít thì nó phí chung là 30.000. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy đuổi chuột thông minh các bác nhá. Máy đuổi chuột thông minh. Con này thì giá chỉ có 35.000 thôi. Và về nhà các bác cắm trực tiếp vào dòng, lấy cho anh cái biển. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy đuổi chuột nhá. Đấy, máy đuổi chuột thông minh này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35.000. Đó, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35.000 một chiếc. Đấy. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Con này rất tiện ích luôn. Đây, về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em. Chuyên đổi chuột đổi côn trùng đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đó, con này thì rất là ngon lành đúng nhá. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái máy đuổi chuột này thôi. Các bác lên xem là máy đuổi chuột, con này thì rất là tiện ích rồi. Bây giờ thì nhà bác nào cũng có chuột, có côn trùng thì các bác cứ dùng con máy này cho em là ok. Đó, máy đuổi chuột, côn trùng, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái dòng sản phẩm nước hoa nhá. Đấy, nước hoa thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là hai cái dòng nước hoa cực kỳ là thơm và rất là được thị trường ưa chuộng nhá. Đó là nước hoa của Chanel và nước hoa của Gucci. Đó. Hai cái chai này thì đều có dung tích của nó là 100ml các bác nhá, 100ml các bác. Đấy. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là nước hoa Chanel thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000 cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đó, còn nước hoa Gucci thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Đó, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, Gucci thì lấy mà Chanel thì lấy nhá. Dòng của Chanel này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp này. Đấy. Made in France các bác này. Đó, made in France, hàng của thương hiệu Chanel và sản xuất tại Pháp nhá. Đó. Còn con này thì nó sẽ là nước hoa của Gucci này, made in UK này, hàng sản xuất tại Anh nhá. Đấy. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng bóc siêu luôn, em cũng không có bóc ra đâu. Em để trực tiếp này em gửi cho các bác và em quay thì em cũng chỉ quay qua bên ngoài thôi nhá. Để cho khi các bác bóc hàng là nó nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh các bác nhá. Mỏ hàn xanh. Thì con này công suất của nó sẽ là 150W. Đây nó sẽ là một con mỏ hàn cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mỏ hàn và một cái phần đầu đẩy thiếc như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W. Khi các bác cho cái cuộn thiếc vào đây nhá, là mình bóp là nó sẽ cái thiếc nó sẽ theo cái trục bé này và đẩy ra ngoài thì nó sẽ chạm cái đầu này, là các bác chỉ việc hàn thôi, nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này nhá. Đấy, lên mã giúp em cho là mỏ hàn thiếc, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật giá chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn thiếc nhá. Giá sẽ là, hoặc là mỏ hàn xanh. Lên cho em là mỏ hàn xanh, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em mỏ hàn xanh như này thì nói chung là con này thì nó có tính năng là đẩy thiếc tự động thì các bác dùng nó cũng rất là thích.
hàng nội địa của Nhật, made in Japan đấy bác luôn. 130 à? Lên cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá sẽ là 130k. 130.000 cái mỏ hàn xanh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái cầm cho anh cái bộ gắp ấy cho đây. Gắp ba đĩa này. Đấy thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên cho em là gắp nóng này. Con này thì sẽ là bao nhiêu? 30.000 cho một con gắp nóng như này. Con này thì gọi là gắp nóng, còn các bác có thể dùng để chiên rán này, lật bánh mì, bánh rán, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó. Thì con này các bác gọi cho em nó là gắp nóng nhá, gắp nóng. Con này thì rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 30k cho cái gắp nóng như này nhá. 30k cho mấy cái gắp nóng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã sản phẩm nó nhiều chi tiết hơn, đó là cái gắp bát đĩa nhá, gắp bát đĩa. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái gắp bộ gắp bát đĩa như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái này thì nó sẽ là một cái miếng lót này, miếng lót để các bác lót bát, lót đĩa này, xoong nồi này. Cái này là các bác bắt bằng tay này, bắt bằng tay. Và đây là nó sẽ có hai cái gắp. Cái này thì các bác có thể dùng để kẹp bát, kẹp đũa này. Con này, cái này để gắp đĩa này, để gắp đĩa này. Đó thì sản phẩm sẽ là một bộ như này, chọn bộ như này và 50.000. Lên mã giúp em đó là bộ gắp bát đĩa nhé, bộ gắp bát đĩa. Giá sẽ là 50k cho một bộ như này. Bộ này thì rất là nhiều chi tiết để các bác có thể là mình sử dụng thực tế luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Bộ gắp bát đĩa nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicon chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicon cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicon chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicon cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Đấy các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000, bộ gắp bát đĩa. Bộ gắp bát đĩa này. Đấy, gắp bát đĩa giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một bộ. Còn cái gắp nóng thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng dầu nóng để các bác chuyên dùng để mình ví dụ như là các bác bị đau chân, đau tay, đau khớp cổ vai gáy này, cổ vai này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, rồi khớp gối này. Đó thì dòng này nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên các cái phần nóng, các cái phần đau, sau đó thì các bác xoa đi. Đây. Để các bác massage đi cho nó đánh tan các cái phần bị đau nóng bầm tím. Các bác dành cho người bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy hoặc các bác chơi thể thao thì cũng dùng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này thôi. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chổi đó nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt. Con này thì nó sẽ có chiều dài của nó vào khoảng 1m2, 1m3. Và dòng này nó sẽ là vắt vắt bằng tay, các bác chỉ cần kéo là nó sẽ vắt thôi. Nó rất là tiện đây. Về nhà thì các bác xoáy kết nối các cái phần này vào cho em này. Đấy, nó sẽ có các cái phần nấc như này. Nấc này các bác xoáy vào cho em. Đây là cái phần đằng đuôi này. Các bác xoáy vào cho em. Chiều dài của nó vào khoảng 1m2 đến 1m3. Đây, rất dài luôn các bác này. Đấy, rất dài luôn. Các bác có thể dùng để lau trần nhà, rồi lau nhà, lau gầm bàn, gầm ghế rất là ok. Khi vắt thì các bác lưu ý các bác là thấm cho em cái ấy vào đây nhá. Đấy, thấm cho dầu vào, cho dầu lau vào thì nó sẽ khi vắt nó sẽ trơn, dễ vắt hơn. Và các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em là nó sẽ xoắn vào này này các bác. Đấy, nó sẽ vắt khô luôn. Còn các bác đẩy ra nó lại xẻ bằng như này. Và con này của nó thì xoay 360 độ luôn, cho nên là các bác đưa vào các ngóc ngách đều được hết nhá. Đó, nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100k cho cái chổi tự vắt này thôi. Khi vắt thì các bác kéo lên như này là đã vắt rồi. Các bác có thể lau trần nhà, lau bàn ghế, rồi lau tủ, lau sàn nhà đều ok hết. Con này nó lau đa di năng được nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái mã chổi tự vắt như này. Đấy, giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100.000 một chiếc. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Nó cũng khá là tiện. Khá là tiện thôi nhá. Đấy. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã chổi nữa, đó là cái chổi chữ nhật đây. Giá thì sẽ là 80.000 cho bọn em chổi chữ nhật thế này.
Đấy, con này thì nó cái bản chiều lau của nó thì sẽ dài hơn vào khoảng là gần 40 cm. Và con này nó cũng là vắt tự động luôn, các bác chỉ cần đẩy qua là nó sẽ vắt tự động cho các bác luôn. Nó cũng rất là tiện, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage các bác này. Đấy, các bác lên đã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là súng massage nha, hình khẩu súng như này. Đấy, và nó massage rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 đầu. Các bác chỉ cần lắp vào. Đấy, giữ cái phím này nó sẽ lên này và tăng tốc ở đây. 1 2 3 4 5 6 có 6 cấp độ như này các bác này. Đấy. Đấy. Dùng rất là mạnh các bác này. Các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân rồi lưng rồi cổ đều ok hết nhá. Đấy, nó dùng rất là mạnh luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác để các bác dùng để massage vào các cái bó cơ này. Đấy. Lòng bàn tay, lòng bàn chân rồi các bác giữ lì này nó sẽ tắt nhá. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu luôn, 4 đầu. Đấy. Đầu tròn, đầu tày rồi đầu hình súng thôi nhá. Đấy đây. Nó sẽ là hình khẩu súng như này, lên cho em là súng massage nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có 170.000 cho một con súng massage này thôi. Lên mã giúp cho em nó là hình khẩu súng như này nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đó, lên cho em là súng massage nhá. Súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một em súng thư giãn như này. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop em lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng ổ điện chống va đập các bác nhá. Đấy, ổ điện chống va đập. Đấy, thì các bác lên cho em là ổ điện chống va đập nhá. Đấy, đây sẽ làm con ổ điện cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt cho một cái ổ điện như này. Đấy, một ổ điện như này. Về nhà thì các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra này, xoáy hai cái ốc này ra. Sau đó thì các bác bắt dây vào đây cho em xong. Đấy, đầu dây đầu riếc của nó cực kỳ là chắc chắn luôn, có đèn báo nhá, có quay đeo như này. Hàng này thì nó là hàng chống va đập. Đấy, các bác nghe cái tiếng em đập là các bác đã biết rồi nhá. Đấy. Thoải mái cho các bác đập luôn. Đấy. Đánh rơi đánh riếc các thứ các bác dùng thoải mái nhá, hàng ốp nhá. Đấy, nhựa của nó cực kỳ chắc chắn luôn và rất là bền bỉ ngon lành cho các bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ổ B1 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ B1 này. Đấy, ổ B1 giá sẽ là 65.000 nhá, 65.000 cho một cái ổ điện B1 như này. 65.000 cho một cái ổ điện B1 như này. Con này thì nó sẽ có 1 2 3 chân cắm nhá, và có một cái chân 3 chân như này để các bác dùng để cắm các cái dòng ổ điện khó này. Còn lại là nó sẽ là dòng 3 chân như này. Dòng này của nó thì các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là chiến công trình thì rất là ok nhá, đập phá thoải mái luôn, không hề có một vết xước luôn nhá. Đấy, lên cho em là ổ B1 giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000 trong cái ổ B1 như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thì các bác lưu ý là bên em có cả một cái ổ điện vàng 5 chân nữa nhá. Đấy thì các bác lưu ý không lại bị nhầm lẫn nó mất công nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chai dầu nóng của Hàn Quốc nhá, dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì giá sẽ là 40.000 cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Đấy, của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, các bác bôi vào thì nó giúp cho làm nóng cơ thể này, rồi đánh tan các cái phần đau như là đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều là khỏi hết cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc nhá, hàng thì của Hàn Quốc đây. Đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ vai gáy này, rồi các cái khớp tay khớp chân này đều khỏi hết cho các bác luôn nhé. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 40.000 cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Để các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40.000 nhé, 40.000 dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Dòng này của nó thì thị phần của nó là bán chạy số 1 Hàn Quốc luôn. Và bên shop cũng bán rất là nhiều cái mã này rồi. Thì các bác yên tâm sử dụng, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Dòng nó Hàn Quốc giá chỉ có 40.000 cho một lọ như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mã nước hoa này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái dòng nước hoa Dubai nhá. Đấy, nước hoa Dubai. Dòng này nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 65.000 cho một hộp như này thôi, bao gồm 5 lọ luôn. 1 2 3 4 5. 5 lọ nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Dòng này là nước hoa chiết, nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi. Đấy, nhưng mà nó rất là thơm các bạn, rất là thơm. Thì các bác có thể lăn ở các cái vị trí mà mình muốn sức nhá. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Đấy, mỗi lần đi thì các bác dùng cho em một mùi hương nhá, rất là đẹp, rất tuyệt vời và rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai này, made in Dubai nhá. Giá sẽ là 65.000 cho một hộp nước hoa Dubai như này. 65.000 cho một hộp bao gồm 5 chai. 1 2 3 4 5.
Đấy, 65.000 cho hộp 5 chai như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ ba nước hoa. Đấy, bộ ba nước hoa thì dòng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, rất chất lượng cho anh em luôn. Bộ ba nước hoa 150.000. Đợt trước bên em đang bán 150.000, đợt này về cho các bác cái giá tốt luôn nhá. Chỉ có 130.000 thì cái bộ ba nước hoa như này. Bao gồm cho các bác là 3 chai và mỗi chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 30ml các bác nhá. 30ml, 3 chai với 3 mùi hương khác nhau. Mùi hương thì cực kỳ là dịu nhẹ. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu thôi nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác có thể mua để làm quà mùng 8 tháng 3 này, hoặc là mua để dùng cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, dùng quà cho chị em hoặc là mua cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, các bác lên xem là bộ ba nước hoa. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Lên xem là bộ ba nước hoa nhá. Đấy. Bộ ba nước hoa. Bộ ba nước hoa bên em đang bán là 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 130.000 thôi. 130.000 thì cái bộ ba nước hoa như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba nước hoa nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy. Thì một hộp này sẽ là 30 chiếc và bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 110.000. Đấy, 110.000 cho một hộp như này. Đấy, 110.000 cho một hộp như này. Thì hôm nay bên shop sẽ xả cho các bác giá chỉ còn 100.000 cho một hộp 30 chiếc này thôi nhá. 100.000 cho một hộp 30 chiếc như này. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. Có đầy đủ màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng. Bàn chải thì của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea có này. Nó bán cho các siêu thị Việt Nam mình là 36.000 đồng nhá. 36.000 đồng. Đấy, Korea này các bác này. Đấy, Korea Hàn Quốc nhá. Đó. Thì bên shop sẽ bán theo combo cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Bán theo combo cho các bác, đợt này bên shop về cho các bác giá rất là tốt luôn nhá. Đấy. Mua 4 cái thì sẽ là bằng 20.000 này. Đấy. 10 cái thì sẽ là bằng 40.000 và mua cả hộp như này là 30 chiếc nhá. 30 chiếc này. Đấy, 30 cái, giá chỉ còn lại là 100.000 thôi. 100.000. Đấy, 100.000 cho 30 cái bàn chải, 30 cái bàn chải này. Mua về dùng quanh năm ngày tháng luôn nhá. 100.000 cho 30 cái bàn chải như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là tiện ích cho các bác nam giới nhà mình. Đấy. Các bác nam thì dùng cái này rất là nhiều, đặc biệt là bác nào nhiều râu nhá. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. Có lô em về thì là 36 lưỡi và thấp nhất nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi kép này. 30 lưỡi kép như này nhá. Kèm thêm cho các bác là một cái bàn cạo và một lọ kem như này. Và giá thì chỉ có cho các bác cực kỳ là hạt rẻ luôn. Chỉ có 60.000 thôi, chỉ có 60.000 cho một combo như này. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi kép, tha hồ cạo râu cho các bác luôn, cạo quanh năm ngày tháng luôn, một lọ kem và một bàn cạo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá bên shop tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 30 lưỡi kèm thêm bộ sản phẩm như này. Giá chỉ có 60.000 thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Giá cực kỳ là hạt rẻ, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem này. Đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Đấy, lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Hũ gia vị thì giá sẽ là 15.000 cho một hũ gia vị như này. Cái này rất là tiện các bạn. Đấy, thì các bác dùng rất đơn giản thôi. Về nhà các bác đậy cái nắp này vào cho em này. Đấy, sau đó thì mình dùng như này. Đấy, nắp của nó đây. Đấy, thì ví dụ như các bác đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, hạt điều rồi các loại hạt ngũ cốc các thứ. Đấy, các bác đựng vào đây rất là tiện, có thìa cho các bác xúc luôn. Đó, giá thì chỉ có 15 cành thôi nhá, 15 cành cho một cái hũ gia vị như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị, giá sẽ là 15.000. Đó, hũ gia vị nhá, hũ gia vị này. Đó, hũ gia vị giá sẽ là 15.000 cho một cái hũ gia vị như này. 15.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm của Đức, đó là đầu tiên nó sẽ là bộ thìa Đức này. Bộ thìa Đức một hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Một hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng 5 chiếc thìa đẹp như này. Một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. Đấy, 55.000 cho một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Đấy, 55.000. Đó, tính ra vào chỉ có 5 chiếc thìa như này mà 55.000, tính ra vào chỉ có hơn 10.000 một chút thôi là các bác đã có một cái thìa đẹp như này rồi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức, tha hồ thoải mái bác sử dụng luôn. Hàng đẹp, chất lượng. Đấy, vừa phải và giá thì rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức giá của nó sẽ là 55.000 cho một cái bộ thìa Đức này nhá. 55.000 cho một cái bộ hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp đũa nhá. Đây, hộp đũa này thì nó sẽ một combo cho các bác bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi, 5 đôi đũa như này giá chỉ có 60.000 thôi.
60.000 cho 5 đôi đũa như này các bác nhá. Đấy, 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Hàng cũng của thương hiệu Willing, hay người của Đức này. Đấy, Su 304 nhá, Su 304. 60.000 cho một hộp 5 đôi đũa inox như này. Các bác dùng nó cũng rất là tiện để các bác dùng ăn cơm ăn nước này. Đấy, nó không bị nấm mốc, không bị các cái gọi là vi khuẩn xâm nhập nhá. Lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox giá thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái hộp đũa inox như này. 60.000 cho bao gồm 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các dòng sản phẩm đó là cái bộ nam khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, nam khay inox siêu mỏng. Bộ này thì giá chỉ có 60k thôi. Hàng cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 cái khay inox luôn, 5 khay inox nhá. Đấy thì nó sẽ là khay nào và nắp đấy luôn, khay nào và nắp đấy nhá, rất là tiện dụng luôn. Có khay có nắp cho bác luôn. Đó, và khi các bác không sử dụng nữa thì mình xếp vào nó rất là gọn này, xếp vào rất là gọn này. Các bác có thể mang đồ ăn đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch hoặc là sử dụng đồ ăn mình bỏ vào tủ lạnh cũng rất là ok luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 khay inox siêu mỏng này, bộ 5 khay này. Đó, 5 khay inox nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 60k nhá, 60.000. 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thải miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng dán thải độc chân như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác dùng mình dán lên các cái gan bàn chân cho em. Đấy, dán lên gan bàn chân thì mình giúp cho các bác là chống đau mức đau nhức đau mỏi chân, dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, đây thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Có các bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, giá thì chỉ có 40k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, dán thải độc chân này. Các bác lưu ý không lại nhầm miếng dán ngải cứu nhá. Đây là miếng dán thải độc chân. Giá sẽ là 40k cho một hộp này, 50 miếng chỉ bằng một bát phở thôi, các bác nên sử dụng rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Đấy, kéo hộp đỏ đây nó sẽ là một cái kéo rất là đa di năng cho bác luôn. Thì các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành rồi tỉa cây, tỉa cành làm vườn nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150k cho một em kéo hộp đỏ như này. Con này thì hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây, thân kéo thì ốp gỗ nhá, thân kéo bằng ốp gỗ hết này và hàng liền thân này. Đấy, hàng gia công cực kỳ là tỉ mẩn và chắc chắn cho các bác luôn. Cắt thì rất là ngon luôn các này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất là bén luôn nhá. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đó, chữ triện của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ này, nó đựng trong một cái hộp đỏ như này. Đấy, thế nên bên em lên tên nó là kéo hộp đỏ luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150k cho một con kéo hộp đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Lên cho em là kéo hộp đỏ này, kéo hộp đỏ nhá. Hộp đỏ giá sẽ là 150k. 150.000 cho em kéo hộp đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này. Đấy, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhá. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký các nhá. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. To nhỏ, lớn bé, mẹ con, dẹt dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy.
thì bên em sẽ gửi theo theo combo đấy, thì một mớ của nó một bên em sẽ bán theo cân đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bạn. Đấy đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhá. Đấy. Đây các bạn. Đây. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác nhá. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác không cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi, 110.000 cho một cân như này các bác nhé. Đấy, 110.000 cho một cân như này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhé. Đấy đây các bác này, đấy 110.000 cho một cân như này, đây một cân như các bác này đấy. Sẽ có cái to cái nhỏ cái lớn cái bé cái mẹ cái con đấy, tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhé. Đấy, hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này đó, vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000 cho 1 kg. Và các bác mua 0.5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy đây. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng, mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá, mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày, khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó cũng không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nó thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 x với lại 16mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên. 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy, 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này, 25 lưỡi thì sẽ là 130.000, 25 lưỡi là 130k nhá, 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá, 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Và bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá, 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mên lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây,
5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan quá này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo từng loại thôi nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy. 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây. 5m này. Đấy, con 5m các bác nhá. Đấy, con 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7m rưỡi này sẽ là 50.000 này. 50.000 trong cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cái thước 10m này thôi nhá, 60.000 nhá. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về ba màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về ba màu, nhưng mà bên em lên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ ba màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật, chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và 6 là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng. Đấy, có tới 5-6 chức năng như này. Và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về ba màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có ba màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k cho một chiếc như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới cứ các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhá. Mic dây hàng của Nhật và của Mỹ. Đó, thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bao gồm cho các bác là cả mic, cả dây như này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa Made in Japan các bác này. Đấy, Tomahawa Made in Japan cho các bác luôn. Đấy, mic cực kỳ là ngon luôn. Mic thì cầm thì chắc nhá. Tiếng mic thì cực kỳ là hay, nghe trầm trầm và đầm ấm nhá, nghe rất là hay luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây, Tomahawa. Đấy, Made in Japan. Mic của nó thì nó sẽ dài, dây dài khoảng từ 4-5m nhá. Dây dài từ 4-5m, dây cũng là hàng nội địa Nhật cho bác luôn. Đây, Made in Japan này các bác này. Đó, Made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000 nhá, 230.000 cho cái mic dây như này. Đấy, 230.000 cho cái mic dây Nhật như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em đó là mic dây Nhật nhá. Đấy, mic dây Nhật giá của nó sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 230.000 bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic của Mỹ nhá. Mic của Mỹ đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu JBL này. Đấy, hàng thương hiệu JBL. Mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic như này. Đấy, cũng có dây dài khoảng từ 4-5m nhá.
Đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, đầu kết nối điện bằng đồng hết này các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết nhá. Đây, các bác cũng lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, JBL nhá, made in USA nhá, made in USA. Đấy, đây là cái đầu mic của nó này. Đầu mic của nó rất chắc luôn, tiếng mic nằm trầm ấm này, made in USA nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con mic Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 280.000 cho một con mic Mỹ như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào hát thử và ok thì các bác thanh toán tiền nhá. Ok các bác thanh toán tiền cho em. Đấy, cả mic cả dây như này. Đấy, cả mic cả dây nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000. Đấy, nguyên cái khâu đóng hộp của nó cũng rất là chất lượng nhá. Đấy, nguyên khâu đóng hộp của nó rất chất lượng. Các bác lên cho em đó là mic Mỹ nhá. Đấy, mic dây Mỹ này. Đấy, mic dây Mỹ. Giá của nó sẽ là 280.000 và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó thì bên shop sẽ có hai mẫu mic, đó là mic Nhật và mic Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên xem là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của 1 lít và có lưới lọc như này. Có lưới lọc như này thì khi các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại nước mình cần lọc ở đây thì nó rất là tiện, không bị chảy ra ngoài nhá, không bị rót ra ngoài. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Inox 316 nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại hạt tiết các thứ thì đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic như này. Giá của nó sẽ là 110.000 thôi. 110.000 nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Dung tích 1 lít, màu đen rất là đẹp luôn. Bên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó, ấm pha trà. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là viên xin lỗi các bác, đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Đấy. Thì cái này thì nó rất là tiện đây. Ví dụ như là một năm thì các bác nên vệ sinh cái lồng giặt cho em là từ 10 đến 12 lần, thấp nhất là 10 lần thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 12 viên. Đấy, 12 viên mỗi tháng dùng một lần cho em. Mỗi tháng dùng một lần cho em thì các bác chỉ cần bỏ cái viên này vào thôi. Sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, và cái giá thì bên shop đang cái tẩy lồng giặt này bao nhiêu đấy? Qua lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt. Giá của nó sẽ là 25.000. Nhà nào cũng có máy giặt rồi, các bác nên dùng thường xuyên cho em để vệ sinh cái máy giặt đi cho nó khỏi vi khuẩn này, khỏi bụi bẩn, rồi nói chung là đa di năng luôn. 25.000 cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Cái này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đây nó sẽ là một con đèn ngủ này, vừa là đèn ngủ vừa là có tính năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Đó thì các bác chỉ cần cắm vào điện như này thì thứ nhất của nó sẽ là làm đèn ngủ và thứ hai là có tính năng để giúp đuổi muỗi. Đấy, xua đuổi muỗi rất là tốt cho các bác luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho cái đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một lọ như này. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là vào gần 450 ml các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy. Màu xanh này thì bạc hà nó sẽ mạnh hơn, còn màu trắng này thì cũng có bạc hà. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever, và hàng nội địa của Thái Lan nhá. Đây, Bangkok Thái Lan qua này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Giá thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Thái Lan như này. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 450 ml các bạn này, 450 ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen như này. Một cái đầu vòi sen như này các bác này. Đấy, một đầu vòi sen như này. Có đóng ngắt trên tay như này nhá, có đóng ngắt trên tay và có cái đầu cao su này thì các bác dùng tắm rửa thì mình kỳ cọ massage nó rất là tiện ích luôn. Đấy, đây. Và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy, và có kèm với các bác là dây nối dây nước đàng hoàng như này. Dây nối dây nước, dây cáp dẫn nguồn đàng hoàng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chắn gió bếp ga như này. Các bác chỉ cần đặt lên cái phần bếp ga nhà mình thôi thì khi mà các bác đun nấu rồi mình sử dụng thì nó sẽ không bị cái gió nó tạt mất gió đi, nó gây cho các bác là hao ga nhá. Thì con này dùng rất là tiện.
lên trên là chắn gió bếp ga, giá là 25k. Các bác chỉ cần đặt vào cái bếp ga nhà mình thôi, đặt vào cái phần bếp ga nhà mình, khi mình đun nấu thì có gió giếc là nó sẽ không bị tạt, và các bác dùng nó đỡ hao ga hơn rất là nhiều luôn, và nó giữ cái nhiệt ở trong cái đáy bếp thì khi các bác đun nó rất là tiện ích nhé. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt nhé. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt này, hàng này thì sẽ là 60.000 nhé, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, các bác lên trang là thuốc nhỏ mắt nhé. Đấy, thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k nhé, 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng này thì cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhé, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, bổ sung cho bác vitamin E, B6, N, A và vitamin K này. Đấy, 100% hàng nội địa của Nhật, yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhé, giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Để mai với cho em đó là thuốc nhỏ mắt, giá sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhé. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, các bác lên cho em là bình 20 này, bình 20 dung tích của nó là 2 lít và 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ giá chỉ có 80k thôi. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đấy, có nắp đậy miếng đàng hoàng như này. Các bác có thể dùng để mình đựng các cái loại nước uống, đồ uống rất là tiện ích nhá. Đấy, nắp đậy có gioăng cao su mềm như này, rất là tiện ích, an toàn vệ sinh. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 nhá, dày dẫn sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì không có chức năng giữ nhiệt thôi, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Thì các bác có thể dùng để mình đựng nước này, pha trà, pha cà phê, rồi pha các cái pha đựng nước uống, nước lọc, rồi nước chè, nước chiếc, các bác bỏ vào đây chưa. Đấy, mình đựng nước uống rất là tiện. Bình 20 giá thì dung tích là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con bình 20 như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái ghế hơi này, đây một cái ghế hơi, nó sẽ là bao gồm là một cái nhỏ một cái to như này. Về nhà thì các bác ra cửa hàng mình họ bơm hơi cho các bác là mình sử dụng thôi. 350.000. Lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá, ghế hơi. Giá sẽ là 350k. Thì về nhà các bác mang ra cái cửa hàng sửa chữa xe máy, hoặc nhà các bác nào có máy bơm hơi thì các bác bơm vào cho em. Đó, các bác bơm vào cho em rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ to như này. Con này thì cái chiều cao của nó là 1m16 này. Đấy, chiều rộng của nó là 98 này. Đấy, đây hai chiều đây. Đây đây, nó có cái thông số đây các bạn này. Đấy, thông số đây. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. Nó rất là tiện luôn đây. Thông số này, cao 1m16 này, chiều về sau là 83 này và chiều rộng này là 98 này. Đó, còn con này thì 3162. Đó, hai con nhá. Đấy, đầy đủ các cái thông số đây như này để các bác sử dụng luôn. Nên mã giúp cho em là ghế hơi, giá của nó sẽ là 350.000 cho ghế hơi như này nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân này. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, một đầu máy và hai viên đá mài nha. Các bác có thể dùng để mài các cái phần da khô nứt nẻ ở tay này, chân này, rồi các cái phần như là gót tay, gót chân này. Đấy, các cái phần nào các bác hay bị khô này, bị nứt nẻ này, mùa nồi nồm hanh khô này, các bác dùng cái máy này xem. Đấy, các cái phần mà da nó thừa, da nó chết ấy, các bác mài đi xem. Đó, thì nó vừa vệ sinh này, vừa sạch sẽ này. Đấy, nó tái tạo da, và bên shop có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này thì giá của nó sẽ là 100 các nhá, 100, còn cao ngựa là 30.000. Lên trên là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân như này đây. Đấy, các bác dùng để mài gót chân này, rồi tay chân đều được hết nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Đây nó sẽ là một cái súng như này các bạn này. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó là bằng đồng nhá, quặn bằng đồng, và hàng này của nó thì nó sẽ là chạy bằng pin sạc nhá, pin sạc rất là tiện. Các bác có thể dùng để massage này, các bắp tay bắp chân này. Đấy, dùng để massage này rất là tiện các bạn. Đấy. Máy chạy rất là mạnh luôn và có tới 6 cấp độ nhá. Các bác có thể sử dụng tới 6 cấp độ luôn. Đó. Rất là mạnh. Đó. Rất tiện ích luôn nhá. Đó, dùng rất là mạnh luôn. Con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cho cái súng massage như này thôi. Và nó sẽ có cho các bác là 4 đầu như này nhá. Đấy, 4 đầu như này, để các bác thích sử dụng cái đầu nào thì mình sử dụng. Đấy, đầu nhọn, đầu tròn, đầu đấm, đầy đủ cho các bác luôn. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là một cái hình khẩu súng nhá. Hình khẩu súng các bác có thể tự cầm tay hoặc là mượn người khác, ông bà vợ chồng mình đấm thay cho nhau cũng rất là ngon luôn. Đây, nó sẽ là mình hình khẩu súng như này các bác này, hình khẩu súng như này. Lên cho là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá, 170k cho cái súng thư giãn như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì sẽ là 100.000. Đấy, hàng thì sẽ kèm sẵn pin cho các bác luôn.
Về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, riêng cái dòng này thì nó đã có sẵn cho các bác một đôi pin rồi. Và bác cứ đặt đây là mình sử dụng thôi. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, mặt của nó là mặt kính cường lực, cân được tối đa lên tới 180 kg. Đây em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy, cân nặng của em thì hiện tại bây giờ đang là 67 các bác này, 67 cân này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái cân sức khỏe như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100.000 cho 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể vừa dùng để làm cân sức khỏe này, vừa cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Ở đây nó có nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Đấy, nhiệt độ là 17 độ C. Đấy, thì một con cân như này giá thì chỉ có 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100.000. Cân sức khỏe này giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Đấy, lô này bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu xanh đen và màu đỏ đen thôi ạ. Màu đỏ, màu đen và màu inox nhá. Đấy, có màu đỏ, màu đen và màu inox ba màu như này. Dung tích là 1,5 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Con này thì dung tích 1,5 lít luôn. Hàng của nó theo mặc định của nhà sản xuất thì là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Đấy, có lưới lọc như này. Ưu điểm là hàng bình to 1,5 lít nhá, inox 304 các bác này, su 304, bình to 1,5 lít, tha hồ thoải mái cho sử dụng luôn. Dung tích 1,5 lít luôn. Đấy. Các bác đừng con này để mình đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Có nắp nhá, có nắp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy. Hàng quân đội Mỹ. Hàng quân đội Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là các bác lên trên là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 180.000. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá sẽ là 170.000 nhá. 170 hay 170.000 nhá. 170.000 cái bình nhiệt quân đội Mỹ này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Trước là bên em bán 8 giờ chỉ về cho các bác 170.000 thôi. 170.000. Giá rất hợp lý, quay đeo quay sách đàng hoàng. Hàng chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Cái này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hello chào các bác nhé. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác một cái dòng sản phẩm thiên về sức khỏe, đó là cái vòng trầm vòng vàng nhá. Đấy, vòng vàng điều hòa huyết áp. Dòng này nó sẽ là một cái vòng hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đấy các bác này. Đấy. Ở đây nó sẽ là một cái vòng như này. Bên ngoài của nó là một cái vòng mạ vàng 18 carat. Đấy, mạ vàng 18 carat. Và bên trong của nó là có những cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác sử dụng thì cái hạt nam châm này nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch này, máu huyết lưu thông, huyết áp là ổn định các bác nhá. Đấy, hạn chế các cái bệnh về tim mạch, huyết áp nhá. Thì ở đây nó sẽ là một cái con vòng như này. Các bác vừa đeo trang sức giúp cho em và vừa giúp cho các bác là điều hòa đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Đây nó sẽ gọi là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. Đấy, 50 cành trong cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Cái này thì các bác lên mua, cái giá nó cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là vòng vàng này. Đấy. Vòng vàng điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 trong cái vòng vàng điều hòa huyết áp này, 50.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì bỏ trang cái bút đi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ. Thì con này cũng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ tốt luôn. Đấy, nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Thì các bác có thể dùng cho em là mình đeo cổ hoặc là đeo tay cũng được. Đấy, đeo tay như này cũng được các bác này. Đấy, đeo tay cũng được. Và các bác dùng để đeo cổ cũng được. Ở đây nó sẽ có là 108 hạt trầm. Đấy, và có một cái đài sen ở giữa như này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là gỗ trầm tự nhiên nhá. Mùi thơm. Mùi của nó là thơm dịu nhẹ, dễ chịu, hương trầm gỗ. Đấy, các bác dùng thì cũng rất là tốt, giúp cho mình an nhiên và sức khỏe tốt lên. Đó thì các bác lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là cũng là 50.000 luôn. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Đấy. Vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Còn cái kia là vòng trầm vàng, cái này là vòng trầm gỗ nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đĩa nhá.
Đấy, combo cho các bác là một cái gắp đĩa này, một cái gắp bát này, rồi miếng lót để cho khỏi nóng này, và cái miếng lót tay luôn. Giá thì cũng chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đem đã giúp cho em đó là gắp bát đĩa. Đấy, gắp bát đĩa. Gắp bát đĩa nha. Đấy. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa này, bộ gắp bát đĩa. Giá của nó sẽ là 50k. 50k cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây, cả một bộ như này luôn. Và đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đây một bộ chỉ có 30.000 các bác nhá. 30.000 cho bộ đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá. Đấy tô vít đen trợ lực giá thì chỉ có 60 cành thôi. Đấy đây nó sẽ làm con vít như này, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có đảo chiều đây này. Đấy. Và đây nó sẽ có cho các bác là 2 này, 4 6 cây vít như này, 6 cây vít thì mỗi cây là có 2 đầu, tổng cộng là các bác sẽ có là 12 đầu vít khác nhau nhá. Lắp vào cho em này. Đấy. Có chức năng xoáy nhanh đảo chiều và trợ lực rất là tốt luôn. Đấy. Con này trợ lực rất là tốt nhá. Đấy. Xoáy nhanh đảo chiều cho các bác luôn và trợ lực rất là tốt và có điều chỉnh tùy chỉnh ngắn dài ở đây. Nó sẽ có cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. Hoa thị lục giác rồi mũi khế mới khiếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Combo một tay công. Đấy, một tay vít và 10 và 6 đầu vít với 12 đầu như này. Lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá. Vít đen trợ lực. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em là vít đen trợ lực này. Đó. Vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. Trợ lực giá sẽ là 60k cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa của Nhật này, đũa của Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là một vỉ như này là 10 đô nhá. Vỉ này là 10 đô. Hàng đũa Nhật cao cấp được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C luôn. Đấy, nhiệt độ lên tới 200 độ C này. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan nhá. Mã tem, mã vạch đàng hoàng cho các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đầu đũa đánh nhám chống dính này, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Giá thì chỉ có cho các bác là cái đũa đen này bao nhiêu nhỉ? Giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là đũa Nhật nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa Nhật, giá sẽ là 40k. Đó, đũa Nhật này. Giá của nó sẽ là 40k cho một vỉ như này, bao gồm là 10 đôi, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Đấy, tỷ lệ kháng khuẩn lên tới 99%, chống nấm mốc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp đựng tăm nhá. Đây nó sẽ là một cái hộp đựng tăm như này, rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Rất tuyệt vời các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp tăm bằng đồng như này. Các bác lên cho em là hộp tăm đồng nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là từ 20 đến 30% đồng trắng bên ngoài. Cho nên các bác dùng lúc nào màu mè nó cũng đẹp như này, bảo hành cho các bác 5 đến 10 năm màu đẹp như này luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một cái hộp tăm đồng như này. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một cái hộp tăm đồng như này. Thì rất là tiện các bác này. Các bác chỉ cần là cho tăm ở đây xem, nhấp này ra này, đấy sau đó đậy vào. Vừa làm trang trí này vừa làm hộp tăm rất là tiện và đẹp luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng nhá, hộp tăm đồng này. Đó. Hộp tăm đồng. Giá sẽ là 95.000. 95k cho hộp tăm đồng như này nhá, 95k. 95k anh em các bác nhá, 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà đồng 4 lạng nhá. Đấy, bên shop có cả bình trà inox. Đấy, còn đây nó sẽ là bình trà đồng. Thì chất liệu của nó vẫn là hợp kim mạ đồng thôi. Nó vẫn là hợp kim mạ đồng. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Hàng nó sẽ là hàng hợp kim mạ đồng như này. Kim mạ đồng này nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một lọ này của nó là 4 lạng. Đấy, 4 lạng đây. Rất đẹp các bác này. Hoa văn hoa lá cành cực kỳ đẹp luôn. Các bác thấy không? Đó. Hoa lá cành cực kỳ là đẹp nhá. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lót nhựa ở bên trong để chống mất mùi chè nhá, mất hương chè. Giá thì chỉ có cho các bác là 290.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình. Lên đã giúp cho nó là bình chè 4 lạng nhá. Đấy, chè đồng 4 lạng này. Đấy, chè đồng 4 lạng. Bình chè đồng này. Đấy, bình chè đồng 4 lạng giá sẽ là 290k và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. 290.000 cái bình chè đồng 4 lạng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái
tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Con này thì sẽ là 80 cành cho một em. Con này thì dòng này thì quá tuyệt vời ông mặt trời rồi. Đấy, các bác thì dùng con này nó rất là tiện này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 8 đầu to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả. Đấy, thì các bác mua một mà được 8 luôn. Đấy, 8 đầu tô vít như này nhá, to nhỏ lớn bé dẹt tròn. Đấy, đầy đủ luôn. Cho các bác chỉ việc sử dụng thôi thì nó cũng rất là tiện. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 con dẹt và 4 con tròn. Đấy, khi nào mình dùng thì mình cứ thế là mình xoáy thôi. Đấy, cần cái to thì mình xoáy cái to, cần cái nhỏ thì mình xoáy cái nhỏ. Đây, nó sẽ có cho các bác là 4 đầu dẹt và 4 đầu tròn như này. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đấy, một cái tô vít này sẽ có 8 đầu vít luôn thì tha hồ các bác không cần phải lấy một phát ra 8 cái đầu vít nữa. Tô vít vạn năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng này. Giá sẽ là 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái thuốc trĩ nhá, thuốc trĩ. Đấy thì con này các bác có thể dùng để bôi. Đấy, trĩ nội, trĩ ngoại, co bối trĩ, xa bối trĩ rồi các bác chuyên bị bệnh trĩ kinh niên, trĩ lâu năm dùng con này chị em. Hàng thì nó sẽ là hàng của đây, Dictami các bác này. Dictami. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, và các bác bị trĩ thì cứ bôi cho em một liệu trình từ 1 đến 3 lọ là sẽ khỏi luôn. Giá thì sẽ là thuốc trĩ cơ mà. Các bác lên cho em là thuốc trĩ nhá. Đấy, thuốc trĩ. Giá sẽ là 30k cho một típ thuốc trĩ như này thôi. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khăn. Các bác lên đã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Bên em bán theo combo 3 chiếc là 20.000, còn mua cả bịch thì là 10 cái 60.000. Kích thước của nó sẽ là 30x50. Đấy, chiều dài là 50 và chiều ngang là 30. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng khăn mặt như này. Đấy, chất liệu của nó thì sợi bông tự nhiên thấm hút nước tốt. Các bác dùng để rửa mặt này, rồi vệ sinh này, rồi lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết. Thì các bác cứ mua về mình dùng đa chức năng. Đấy, 10 cái. Nhà có khách có khứa hoặc là ăn cơm ăn cỗ ăn bàn các bác bỏ ra mình sử dụng cũng được. Đấy, rất là tiện. Rửa mặt, rửa mũi rồi ăn cỗ ăn bàn, lau tay, lau chân, lau bát, lau đũa đều ok hết. Rất là tiện. Đấy, mua cả bịch như này cho em. Giá chỉ có 60.000 thôi, về dùng dần. Đấy, cả bịch như này sẽ là 60k nhá. 60k trên 10 cái nhá. Đấy, còn 20k là trên 3 cái. Đấy, 20.000 trên 3 cái thì các bác có thể lấy thấp nhất là bên em bán thấp nhất là 3 chiếc các bạn, 3 chiếc cho 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái thông cống thôi nhá. Đấy, bột thông cống như thế này bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng bột cực kỳ là tiện ích luôn. 25.000 cho một cái lọ bột thông cống như này nhá. 25.000. Đấy thì về nhà các bác chỉ cần xáy ra, sau đó thì đổ cái phần bột này vào bồn chậu rửa bát, chậu rửa mặt, rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet thôi nhá. Đó. Giá sẽ là 25k. Bên trên là bột thông cống 25k cho một hộp như này. Rất tiện luôn. Các bác chỉ cần đổ vào cái là nó sẽ đánh tan các cái tắc rồi tóc tai các kiểu con là điểu luôn. Đây các bác này. Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày, nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra nó còn xử lý tốt bồn rửa mặt và bồn cầu nữa. Nhà anh em nào mà hay tắc ấy tranh thủ múc vài gói nhá, đang rẻ. Rất là tiện ích nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp chị em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này bao gồm là 50 miếng giúp cho các bác là thải độc chân này, thải các cái độc tố ở gan bàn chân rồi bàn tay cũng được. Để các bác trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra các bác dán vào cho em. Đó, thì một bịch như này của nó sẽ là 50 miếng và giá sẽ là 40k. Đấy, giá chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà rất là hữu ích khi mà các bác sử dụng nhá. Giá chỉ bằng bát phở thôi nhưng mà rất hữu ích luôn. Đó, 40.000 cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này. Đấy, và đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đi lại các nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và rất là tiện luôn. Tiếp theo là Nai bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi thả bồn cầu nhá. 15.000 cho một túi như này. Túi này thì sẽ có 10 viên. Đấy, ở đây thì khi các bác thả vào cái bồn cầu nhà mình thì nó sẽ giúp cho các bác là cái nước thì nó sẽ ra màu xanh này, và công dụng của nó thì
Thứ nhất là tẩy sạch này. Đấy. Thứ nhất thì nó sẽ là rất là nhiều công dụng, nhưng mà nó sẽ có 3 cái công dụng cơ bản này. Đây cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này, 15k trên một túi như này thôi. Bao gồm là 10 viên nhá. Đấy, thứ nhất thì công dụng của nó là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Về nhà các bác cứ ngửi trực tiếp cái này mà xem, nó rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu này. Đấy thì là sạch, thơm và diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một bịch như này nhá. 15k trên một túi như này thôi. Lên cho em là túi thả bồn cầu 15.000. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Hớn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lư đồng nhá. Đấy, lư đồng thì bên em sẽ có hai mẫu, một là lư đồng trơn và hai là cái mẫu lư đồng mà nó sẽ có một là mẫu trơn. Đấy, một là mẫu trơn và hai là cái mẫu sẽ có sẵn cho các bác là hình con rồng như này các bác này, hình con rồng như này. Đó thì có hai mẫu như này nhá. Đấy, có hai mẫu như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Và một mẫu trơn và một mẫu là có sẵn hình con rồng luôn. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em là lư đồng, em sẽ có hai mẫu để gửi tới các bác. Đấy. Cái mẫu này sẽ là cái mẫu lư trơn này. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000 nhá. Đấy, 170.000 thì cái mẫu lư trơn như này. Đấy, đây là cái phần này để các bác đặt cái nhang vào đây. Đó. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm nhá. Mẫu này là mẫu lư trơn này. Đấy, các bác lên cho em là lư đồng trơn, con này là 170.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là lư đồng hình con rồng nhá, hình con rồng đây. Đấy, hai bên là hai con rồng như này. Cái mẫu lư đồng hình con rồng như này thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thì cái mẫu lư đồng hình con rồng như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, có hai mẫu như này nhá. Đấy. Thì một mẫu sẽ là lư trơn và một mẫu sẽ là lư hình con rồng. Lư hình con rồng như này. Đấy, đây là sẽ là mẫu lư hình con rồng này. Hai mẫu này thì nó cũng tương đương nhau. Một mẫu thì nó sẽ thiên về hoa văn, còn một mẫu là trơn. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì cái mẫu lư đồng hình con rồng này, lư hình rồng nhá. Đấy các bác lên cho em là lư hình con rồng thì giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái mẫu lư hình con rồng như này. Con này thì cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 6-7 cm, còn chiều cao của nó thì cũng vào khoảng 6-7 cm luôn. Đấy, nó sẽ như này các bác nhá. Sẽ trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay. Thì các bác ướm cái lòng bàn tay của em để mình tính cái thông số nhá. Đấy. Thì cái này các bác lên mã cho em nó sẽ là lư hình rồng nhá, lư hình rồng này, lư hình rồng. Đấy, lư hình rồng giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái lư hình rồng như này nhá. Đấy, 100k cho cái lư hình rồng như này. Đấy. Còn lại là tiếp theo thì bên shop có cái mẫu là lư trơn nhá. Đấy, lư đồng trơn, lư đồng trơn thì con này sẽ là 170.000. Các bác lên cho em là lư đồng trơn này. Đấy. Lư đồng trơn. Đấy. Lư đồng trơn này, đấy, lư đồng trơn. Giá sẽ là 170k nhá, 170.000. 170k cho cái mẫu lư đồng trơn như này, 170.000. Có hai mẫu thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Mẫu này thì nó sẽ là lư hình rồng nhá. Lư hình rồng thì sẽ là 100. Còn cái mẫu lư trơn như này thì sẽ là 170.000. Đấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu Eto của Nhật này. Eto của Nhật đây. Đấy, hàng tem nhôm đàng hoàng. Mẫu Eto đồng của Nhật như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho cái mẫu Eto như này nhá. Độ mở của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Hàng của thương hiệu Asahi của Nhật. Đấy, nó sẽ là bằng thép nhá, bằng thép cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Asahi. Con này thì sẽ là 180.000 cho cái mẫu Eto như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Ô Nhật tự động đây. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là dòng tự động và chiều ngang của nó thì nó vào khoảng 1 mét nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Khi các bác mở ra thì nó sẽ tự động như này và đóng vào nó cũng tự động rồi. Đấy, thì các bác chỉ cần là đẩy vào như này thì em sau đó thì mình quận lại là xong. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đó. Mở lên thì mở như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng gọi là vải này của nó sẽ là vải tráng ni lông nhá. Đấy, cho nên là thuộc dạng là nước đổ đầu vịt. Thì khi chảy vào thì nó sẽ khô ngay. Các bác chỉ cần rũ qua này là khô luôn. Đấy. Thì một con ô Nhật tự động như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một con ô Nhật tự động như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô ngoài chợ người ta cũng phải bán cho bác 100 đến 150.000 rồi. Thế mà đây một cái con ô dù Nhật tự động như này giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật này, ô dù Nhật. Giá sẽ là 80k, 80k trong cái ô dù Nhật tự động như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, con này là 135.000. Có điều chỉnh chế độ là
có điều chỉnh chế độ là to nhỏ này đấy, và sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác tiêm nước vào đây cho em này. Đấy, tháo cái nắp trắng này ra, để tháo nắp trắng này ra cho nước vào đây, sau đó thì mình cho vào cho em đó, cho vào sau đó thì mình bóp đây là hơi nước nó sẽ ra đằng sau này. Mâm gang của nó khá là dày luôn, độ nóng cao nhá, và có điều chỉnh nhiệt độ nhá, và có thể gấp gọn được này. Dây của nó thì dây vải dù như này, 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini như này nhá, 135.000 đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bàn là đứng nhá, bàn là đứng thì các bác cũng cho nước vào đây cho em này. Đấy, cho nước vào đây, sau đó thì các bác bắt đầu mình là. Và con này là đứng thì các bác ưu điểm của nó là nó sẽ không bị cháy nhá, không bị cháy này. Hàng của Sonaki này, công suất của nó là 1500W và sử dụng điện 220V. Đấy, 1500W điện 220V nhá. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá, khi các bác sử dụng thì nó không bị cháy. Đấy, tại vì là hơi nước nó sẽ phun ra đây và nó sẽ là làm phẳng bằng hơi nước nhá. Đấy, làm phẳng bằng hơi nước. Đây các bác bóp đây là hơi nước nó sẽ ra này, rất là tiện luôn. Bàn là Socani nhá. Nên cho em là bàn là đứng bao nhiêu nhỉ? Bàn là đứng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác là 300. Các bác lên cho em là bàn là đứng, giá sẽ là 370.000 cho một em bàn là đứng như này nhá. 370k một chiếc. Đấy, con này thì rất là tiện luôn để cho các bác có thể sử dụng khi mà mình mang đi du lịch hoặc sử dụng ở nhà rất là ok nhá. Ưu điểm của con này là chống cháy nhá, chống cháy cho nên các bác dùng nó rất là an toàn và rất là thích luôn. Bàn là đứng 370.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Đấy, đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Đấy, con này thì hàng của Nga các nhá, hàng của Nga. Hàng thì về số lượng có hạn nên là các bác mua thì nhanh, bắt đầu sang hè đến nơi rồi. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, cái phần quai này của nó thì có chống mất quai nhá, chống mất nắp này. Đấy, nó liền như này luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai bằng da như này, bằng da như này để các bác sử dụng này, rất là tiện luôn nhá. Có quai đeo như này, hàng CCCP của Nga. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Bình tông 2 lít. Bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho cái bình tông 2 lít như này. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái này nó gọi là Ego à, cái gì? Bango nhá, Bango. Giá là 20.000 cho một hộp Bango như này. Số lượng của nó là 100 chiếc nhá. Giá rẻ chưa các bác ơi? Đấy, không có đâu rẻ bằng luôn. 20.000 cho 100 chiếc, nếu các bác ra hiệu thuốc mà mua một vỉ này nó sẽ bán cho các bác là 5 đến 10.000 một vỉ này rồi. Thế mà đây 100 cái như này to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ đây. Đấy, các cái kích thước của nó này. Đấy, thì nói chung là cái chuyện mà bị trượt da tay đứt chân thì nó thường xuyên xảy ra, mà các bác cứ đi lấy rẻ lấy riếc dùng nó rất là mất vệ sinh không an toàn. Đấy, thì các bác cứ dùng cái băng gâu này cho em, hàng vệ sinh an toàn của Nhật luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một bịch như này, 100 cái luôn. 20.000 cho bịch 100 cái luôn, tính ra vào 200 con hay bao nhiêu đấy các bác nhá. Các bác có thể chia ra. Đó, băng gâu nhá. Tiếp theo thì đây cái băng gâu này thì cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đấy. Cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, các bác bóc ra cho em này. Bóc ra sau đó thì mình chỗ nào bị chảy máu này các bác dán trực tiếp lên cho em. Đấy, dán trực tiếp lên cho em. Đây, bóc ra này. Sau đó thì mình lột cái lớp mớt dán này ra này. Đấy, sau đó các bác dán vào cái chỗ mình bị ấy này. Đấy. Độ bám của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, bám dính rất là tốt, kể cả các bác có rửa nước cũng ok luôn. Đấy, độ bám rất là tốt luôn, rửa nước cũng ok luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Kem đánh răng Hàn Quốc, giá sẽ là 50.000 cho một hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng không có niêm phong, nhưng khi các bác nhận hàng thông cảm cho em. Đấy, nhà sản xuất thì người ta chỉ có mặc định là không có niêm phong như này thôi. Đấy. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là 60g. Đây. Đấy, à 120g các bác này, 120g. Hàng của Hàn Quốc chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đây, Made in Korea này, hàng nội địa của Hàn Quốc, kem đánh răng Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k trong hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là đây. Bao gồm cho các bác là vào khoảng là đi 30 lưỡi. 30 lưỡi có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi. Nhưng mà em cứ giới thiệu chung chung là nó vào khoảng 30 lưỡi thôi. 30 lưỡi và có kèm cho các bác là một bàn cạo này. Đây, 30 lưỡi như này. Lưỡi là lưỡi kép, kèm một bàn cạo và một lọ kem. Giá chỉ có 60.000 thôi.
Đấy, 30 lưỡi này các bác dùng quanh năm ngày tháng cho em, dùng từ năm này sang năm khác. Bác nào mà ít dâu thì dùng cho em 2-3 năm mới hết được. Đó. Còn nhiều dâu thì thấp nhất cũng phải dùng là 1 năm. Đó. Thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy, bộ lưỡi kem. Lưỡi kem này, đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá thì chỉ có 60k thôi. 60k mà các bác có thể là từ được 30 đến 35 lưỡi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là chổi cọ vàng này. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là dây như dạng như là dây đồng như này các bác này. Dây như dây đồng như này thì các bác có thể dùng để mình đánh son, đánh nồi này, kỳ cọ sân này, chỗ nào có rêu có chứ các bác kỳ cọ cho em. Đấy, chổi cọ vàng giá sẽ là 25k. Đúng không? Cọ gì đấy? Chổi cọ gì nhá, lên cho em là chổi cọ gì này. Đấy, chổi cọ gì giá sẽ là 15k một chiếc thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chổi cọ gì này. Đấy. Chổi cọ gì giá sẽ là 15k. Đấy, trước em bán 25.000, đợt này về cho bác chỉ còn 15k thôi. 15k cho cái mã chổi cọ gì như này, chiều dài khoảng trên 20 cm. Đấy, các bác dùng để cọ gì sét này, cọ song, cọ nồi hoặc là đánh gì đánh giếc đều ok hết nhá. 15k cho một cái chổi cọ gì như này rất là tiện luôn. Đây, ví dụ như là cái phần tường mà nó bị dí sét bị bẩn này, các bác đánh đi cho em này. Đấy, hoặc là nói chung là rất là đa di năng luôn, rất tiện nhá. Rồi, ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop sẽ có một cái số mã giảm giá 70% cho các bác nhá. Đó. 70 đến 80% luôn. Đầu tiên thì nó sẽ là cái cây gãi lưng các bác này. Cái này các bác có thể rút ra như này. Chiều dài của nó vào khoảng là 40 cm. Đó. Và cái đầu này của nó thì nó là bằng sừng nhá. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Và cái thân này bằng inox có quai đeo như này. Con này thì bên shop đang bán là 30k. Hôm nay thì sẽ xả kho tri ân cho bác, giá chỉ còn là 10k thôi. Lên mã giúp cho em đó là gãi lưng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gãi lưng này. Đó. Gãi lưng, giá của nó sẽ là 10k nhá. Đấy, chỉ có 10k cho một em gãi lưng như này thôi. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện. Các bác có thể vòng về đằng sau để mình gãi kỳ cọ này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Bằng inox sáng bóng đẹp, các bác có thể treo lên cho đó thì lúc nào mình cần dùng thì mình rút nó ra như này chứ. Đó. Lên mã giúp cho em là gãi lưng nhá. Giá của nó sẽ là 10.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái búa vàng nhá, búa vàng. Con này thì bên shop đang bán là 101, đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là búa vàng nhá. Búa vàng này. Đó. Búa vàng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con búa vàng như này, chỉ có 80.000 thôi. Giá siêu tốt luôn. Con này ở đây thì bên trong của nó sẽ là một con búa có kèm một con tô vít như này các bác này. Đấy, một tô vít như này. Và đây thì con tô vít này nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này nữa này. Đấy, một cái đầu tô vít nhỏ này nữa này. Đấy, một đầu tô vít nhỏ như này. Rất tiện các bác, thấy không? Đây. Đấy, và rất nhiều các cái đầu vít khác nhau nữa các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình lắp đặt cho em này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và con này thì nó bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Rất đẹp các bạn, bằng đồng như này rất là đẹp và rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là búa vàng này, rất tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ là một con búa như này. Các bác có thể dùng để mình làm thợ kim khí này, làm nghề hoặc mua để sưu tầm cũng rất là đẹp luôn. Đó. Làm thợ kim khí làm nghề. Lên cho em là búa vàng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cưa xích nhá. Đấy, cái này nó là thuộc dạng là cưa dây xích. Đấy, con này bên em đang bán là 30.000. Đợt này cũng về cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ còn 20k cho một con cưa dây xích như này. Đấy, cưa dây xích như này nhá. Đấy, lên cho em là cưa dây xích này. Đây, nó sẽ là một cái cưa rất là tiện ích luôn. Hai đầu của nó là có cái quai cầm như này. Đấy, có cái móc như này. Đấy, và dây của nó là được đai kẹp trì cái thứ rất là chắc chắn luôn này. Đấy, đai kẹp nhôm như này. Và đây nó sẽ là một cái dòng cưa rất là tiện ích này. Các bác có thể dùng để cưa ống nước này, cưa các cái cây cảnh, rồi nói chung là đa di năng hết nhá. Đấy, con này thì nó cưa cũng đa di năng cho các bác luôn. Giá thì chỉ đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ còn có cho các bác là 20k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cưa dây xích nhá. Đấy, cưa dây xích này. Cưa dây xích giá của nó sẽ là 20k. 20.000 cho một cưa dây xích các này. Đấy, ví dụ những cái phần ống nước này các bác không cho máy móc vào được này, mình cưa bằng tay cho em rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Con này nó là cái dòng siêu tiện dụng luôn. Đấy, mình cưa này, sau đó thì mình lắp đặt ống vào cho em là xong này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành đều được hết nhá. Đấy, cây gỗ, cây giếc các bác có thể dùng mình cưa nó cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây, cưa cây gỗ cho các bác xem này. Đấy, đây là cưa ống nước này. Còn cưa được cả cây gỗ, cây giếc luôn, nói chung là rất tiện này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k thôi. Lên cho em là cưa dây xích giá sẽ là 20.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái pin 18650 các bác này. Đấy, pin 18650. Đó. Thì cái này
bên trước đang bán là 30.000 nhá, pin 18650. 18650 đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn 20k thôi. Đây, pin Li-ion này, 18650, 6800 mAh và 3.7V. Đấy, lên mã giúp cho em đó là pin 18650 nhá. 18650 này, 18650. Giá sẽ là 20k nhá, đang bán là 30k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20.000 thôi, 20.000 đồng tiền pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì bên shop đang bán là 100. Đấy, đợt này cũng thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn 9.000 cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này nhá. 90k thôi, giá cực tốt luôn. Dây thì nó sẽ là dài từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy, dây là dây siêu mềm, dây chống rối. Dây siêu mềm chống rối dài từ 1m2 đến 1m5. Phương ơi, lấy cho anh kia sen inox dài từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đó, và sẽ có đầu kết nối như này để các bác kết nối vào cái đầu vòi xịt này. Tất cả đều bằng inox 304, su 304 chống han rỉ các bác nhá. Về nhà các bác có thể test nam châm thoải mái luôn. Và đây là cái đầu để các bác bắt vào nguồn nước này. Đấy, và có giá đỡ đi kèm luôn nhá. Giá đỡ đi kèm như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đợt này thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ còn 90k cho một cái dây vòi xịt vệ sinh như này thôi. Đấy, 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá thanh lý ưu ái cho các bác rất tốt luôn. Thì hôm nay nó sẽ là một cái video tri ân khách hàng xả kho đồng loạt cho các bác luôn nhá. Đấy, xả kho tới 70% luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em là sen inox nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một sen inox hàng của Nhật như này. Đây. Đấy, Osaka Japan này, một sen inox hàng của Nhật như này. Một dây dài cũng khoảng từ 1m2 đến 1m5 và một cái giá đỡ ở đây. Đó, thì một cái bộ sen inox như này. Bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là cái sen inox này bao nhiêu đấy? 110.000 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen inox này. Đó, sen inox giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái sen inox như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen inox. Giá của nó sẽ là 110k. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn để các bác có thể mua để mình sử dụng nhá. Giá thì rất là đẹp rồi. Đấy, hàng của Nhật, Osaka, Japan. Rất là chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng ưu ái gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Nên mã giúp cho em đó là sen inox, cả sen cả dây như này có 101 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo thì sẽ bao gồm là một đèn và một cáp sạc như này. Ở đây thì nó sẽ có nam châm này, có nam châm hít này. Đấy, có nam châm hít cho bác luôn. Có cái giá đỡ như này và có móc khóa này, có móc để các bác treo khóa này, có phần khui bia nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là nút nguồn này, bật lên này. Chế độ của nó là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo nhá. Đó. Con này thì bên shop đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20k thôi nhá. 20.000 thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Đèn cúc áo này. Đó. Đèn cúc áo giá sẽ là 20k, giá không tưởng luôn các bác nhá. 20.000 cho một con đèn cúc áo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế. Con này thì bên shop đang bán là 35.000. Đợt này cũng xả cho các bác giá chỉ còn là 30k thôi. Đấy. 30k cho một em chổi cọ bàn ghế như này nhá. 30.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chiều dài khoảng là gần 40cm và cái phần lông này thì là 7cm và chiều rộng của nó vào khoảng 20cm. Đấy, thì các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế đánh màng nhện màng nhiễu rất là ok luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Đấy, chổi cọ bàn ghế 30.000 cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn trải điện nhá. Bàn trải điện đây. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ bàn trải điện như này. Đấy, ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu bàn trải và một thân máy nhá. 4 đầu và một bàn trải và một thân máy như này các bác này. Đấy, 4 đầu bàn trải một thân máy. Con này thì bên shop đang bán là 60.000 nhá. Đợt này cũng xả kho cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ còn 50k cho một cái bộ bàn trải điện như này thôi. Đây, về nhà thì các bác bật nguồn lên cho em này, giữ nút nguồn này bật lên này. Đấy, các bác giữ lì này nó sẽ lên nhá. Đấy, con nào mà hết pin thì về nhà các bác cố gắng sạc pin vào cho em. Đấy. Đây, tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút và có rất nhiều chế độ luôn. Làm sạch, làm trắng răng rồi chống viêm, níu viêm lại đau lại chảy máu trên răng các bác này. Đấy. Nó rung rất là mạnh các bác nhá. Tần suất chân của dung của nó là 32.000 lần trên phút nhá. 32.000 lần trên phút thì con này rất là tiện để cho các bác có thể dùng làm vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy. Đang bán là 60.000, bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc này và 4 đầu bàn trải như này. Đấy. Tính ra các bác mua vào chưa đến
tính ra vào chỉ hơn 10.000 thôi, hơn 10.000 cho 4 cái bàn chải rồi các bác mua. Như vậy là mua bàn chải đấy chứ không phải mua máy nhá. Đấy, bàn chải sợi lông tơ mềm mảnh ngon lành cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện này. Bàn chải điện đang bán là 60k. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 50k thôi, 50k. Đấy, giảm giá cho bác còn 50k cho các bàn chải điện như này. Tiếp theo thì nay bên shop sẽ về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bột, các bác lên cho mã giúp cho em đó là tẩy xanh nhá. Con này sẽ là 25.000. Đấy, 25k cho một lọ tẩy xanh như này. Dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 250g, 250g thôi nhá. Đó. Thì con này các bác chuyên dùng để mình tẩy son, tẩy nồi này, vành bánh xe và thân vỏ xe. Nó giúp làm sáng bóng, vệ sinh rất là tốt luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Quảng cáo không mọi người, cũng bình thường nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Tẩy xanh giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho cái hộp tẩy xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá, bóng tròn tích điện. Cái bóng tròn này bao nhiêu đấy? 80.000 cho một cái bóng tròn tích điện như này các bác này. Đấy, con này thì rất là sáng luôn, và nó có cho các bác là công suất mặc định của nhà máy là 120W này, năm có chân sạc cho bác luôn. Đây, rất sáng này. Các bác có thể treo lên như này ở ngoài trời, nó sẽ tích điện chống mưa nắng thoải mái luôn. Đấy, công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất đây. Có kèm cho các bác là một viên pin và một điều khiển luôn, rất tiện các bác, để các bác có thể dùng từ xa để mình tắt bật từ xa cho em. Đó, sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Giá chỉ có 80k thôi. Đấy, các bác cũng dùng sơ cua khi mà mình mất điện này. Đấy, hoặc là ăn cơm ăn nước cần các bác sử dụng cho em. Thời gian nếu mà các bác sạc đủ điện thì từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Lên mã giúp cho em đó là bóng tròn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một quả bóng tròn như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đầy đủ bao gồm cho các bác là một bóng này, một chân sạc, một điều khiển luôn, và một đôi pin nữa nhá. Đấy, lô này về thì có cả sẵn pin cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bóng tròn nhá. Đó, bóng tròn, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một em bóng tròn như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi. Giá rất tốt cho anh em các bác có thể sử dụng luôn. 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái con đèn để các bác có thể sử dụng để mình học bài này, ăn cơm ăn nước, hoặc là nói chung là dùng đa di năng rồi. Đấy, nó là dòng tích điện nha, bao gồm như các bác là một cái khay để các bác dắt bút này. Đấy, và một thân đèn như này, hàng tích điện, có cáp sạc đi kèm này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần bật này sẽ lên này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, mạnh vừa và yếu đây. Đấy, sáng mạnh nhất của nó này, con này. Đấy, đây cảm biến nữa, các bác cứ cầm tay vào đây là chạm tay vào đây là nó sẽ sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 10W, các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước hoặc là học bài, đề phòng khi mất điện. Nói chung là cũng khá là đa di năng luôn. Hàng thì giá rất hợp lý, chỉ có 100k thôi, và hàng nó sẽ là thuộc cái dạng là hàng chống cận nhá, thì dùng nó rất là tốt và an toàn cho trẻ em, đặc biệt là các em nó học bài thì vừa tiết kiệm điện và vừa an toàn. Nên cho em là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k. Đó, đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá, 100k. Ngoài dùng để làm đèn học thì các bác có thể dùng ăn cơm ăn nước, rồi nói chung là đa di năng được hết luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai bột thông cống nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bột thông cống, giá của nó sẽ là 25k. 25.000 cho một cái lọ bột thông cống như này. Đấy, thì các bác đổ vào là đường ống cống rãnh nhà mình bị tắc là nó sẽ thông luôn. Đây các bác nhá. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Sạch luôn các bác này. Đấy. Ví dụ bị tắc này, các bác cứ đổ ra,
Đó. 30 phút nhỉ. Nguyên nhân thì nó sẽ bây giờ nhà các bác chưa tắt thì các bác cứ thông đi cho em. Thông trước đi. Đấy. Một năm các bác cứ thông cho em 1-2 lần. Giá chỉ có vài chục thôi nhưng mà cái tiền mà các bác đi sửa đường ống công rãnh này là mất tiền triệu ngay. Thế nên là các bác cũng cân nhắc nha, sử dụng rất là tốt luôn. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa. Hàng bật lửa Zippo của Mỹ các bác nhá. Đấy, bật lửa Zippo của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Đấy, hàng của Mỹ, made in USA nhá. Đấy. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cái này nó là dòng bật lửa Zippo. Đây. Đây các bác này. Đó, made in USA Zippo. Đấy. Đây. Các bác nhá, made in USA luôn. Zippo đây các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là logo của Liverpool. Đấy. Câu lạc bộ Liverpool. Đây, rất tiện ích luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000. Đây. Thì các bác chỉ cần là bóc cái tem này ra cho em này. Đấy. Hàng niêm phong nguyên đai nguyên kiện này các bác nhá. Niêm phong nguyên đai nguyên kiện này, bóc vào cho em này. Đấy, đây. Rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95k các bác nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, hàng của Mỹ USA con này. Rất ok luôn. Lên cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 nhá. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào lấy. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc cái thương hàng. Đơn hàng từ 200.000 thì đây bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lông quất trần nhá. Giá của nó sẽ là 55.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần chổi lông và một cái phần cán. Cái cán này thì các bác có thể kéo dài ra được nó khoảng từ 2m4 đến 2m khoảng trên 2m4 một chút các bác. Đây. Về nhà thì các bác xoáy cái này vào cho em này. Đấy, đây là cái phần lông như này. Phần lông này thì nó là thuộc dạng lông tĩnh điện, cho nên là khi mà mình lau bụi thì nó sẽ quấn vào đây. Cái này có thể ngoắt nghéo này để các bác đưa vào các cái vị trí ngóc ngách này. Và các bác kết nối cái này vào cho em này. Đấy, kết nối cái này vào. Sau đó thì mình rút ra này. Đấy, rút ra cho em. Đây. Đấy, nó khá là dài luôn các bác này, khá là dài luôn các bác thấy không? Đó. Ưu điểm của con này thì nó có thể cho gọn và cho dài ra được, cũng rất là chắc chắn nhá. Thì các bác có thể dùng để mình khua bằng nhện bằng nhiếc rất là ok. Này. Đấy, không dùng nữa thì mình lại thu vào như này. Thu vào như này thì nó sẽ ngắn hẳn vào như này, ngắn vào khoảng là 80 phân. Còn nếu các bác muốn ngắn hơn nữa thì các bác có thể là tháo ra. Đấy, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Các bác lên cho em là chổi lông phớt trần, giá của nó sẽ là 55k nhé. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55k. Đó, 55k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia củ sạc đa năng, hàng của thương hiệu iPhone này, iPhone 13 Pro Max nhé, hàng của iPhone. Thì dòng này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái củ như này. Một củ như này bao gồm là hai chân Type-C và hai chân Oppo như này nhá. Đó, hàng của iPhone. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 cho một con củ sạc đa năng nha. Củ sạc đa năng 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên em có cái sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cũng của thương hiệu iPhone luôn các bác này. Đấy, của thương hiệu iPhone luôn. Thì bao gồm các bác là một cáp dây như này và một cái củ như này, một cáp dây một củ như này. Chuyên dùng cho bật anh cái quạt đi. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone nhá. Đấy. Con này thì một củ và một dây như này cũng chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Bật anh cái quạt đi. 60.000. Lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Còn con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng, giá sẽ là, bỏ cái máy này cho anh luôn, sẽ là 80k nhá. 80k cho cái củ sạc đa năng như này. Đấy, 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này. Lấy cái thấy luôn, cái Hàn Quốc luôn. Bên shop về cho bác mã sản phẩm tiếp theo đó là cái kem ánh răng của Nhật nhá. Con này thì hàng nội địa của Nhật Bản, 170g, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ không phải là hàng có niêm phong đâu nhá, nó chỉ nguyên như này thôi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Tinh chất gạo của Nhật nhá. Đây, cái màu đỏ này, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Bao nhiêu? Cái này lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Giá sẽ là 60k, 170g nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g.
Con này thì tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, hàng nội địa của Hàn Quốc đây, Made in Korea các bạn này. Đấy, mạ tem mã vạch đàng hoàng 120g. Đây. Đấy, giá thì sẽ là 40k nhá, 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k trên một típ nhá, 40.000 trên một típ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau các bạn này. Đây, một con máy thái rau như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi tròn này, một cái bộ lưỡi tròn như này và các cái bộ lưỡi như này. Đấy đây. Thì về nhà các bác cứ lắp cái lưỡi này vào cái lu tròn này là mình lắp tay quay vào đây là mình xoay này. Lắp tay quay vào đây mình xoay. Đó. Xoay thì là nó sẽ thái rau cho các bác rất là tiện. Giá sẽ là 100.000 cho một con máy thái rau như này. Đấy đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Lên cho em là máy thái rau giá sẽ là 100k nhá. Đây. Em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Nó giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện luôn nhá. Giờ có cái máy đấy. Này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Dao của máy là bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa. Vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất tiện các bác nhá, giá chỉ có 100 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bếp ga mini này. À đây nó sẽ là một con bếp ga mini như này. Con này thì các bác dùng để mang đi du lịch, đi phượt, đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Có dòng đánh lửa tự động này. Và nó sẽ có cho các bác là cái chân đế rất chắc luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác này. Đấy, các bác đặt xong đặt nồi thoải mái nhá. Rất rộng luôn như một cái bếp ga bình thường. Đấy, xoáy bình ga mini vào đây cho em là xong. Đây chào em tí. Nhanh. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Đấy, bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó thì con này rất là tiện. Để các bác có thể đun nấu các thứ rất là tiện luôn. Đó, rất tiện cho các bác nhá. Lên mã cho em là bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó, 100.000 cho con bếp ga mini như này. Thì rất là tiện luôn. Đó, bếp ga mini 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 50 miếng. Đấy thì về nhà các bác dán vào cái gan bàn chân thì nó giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn. Đây là cái miếng dán mà đây là gói thuốc này. Đấy, các bác bóc cái miếng dán này ra xong nó dán gói thuốc này vào là xong. Giá thì sẽ là 40.000 chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà nó giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rất là tốt. Đấy, thải độc gan bàn chân rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá, thải độc chân này. Thải độc chân giá của nó sẽ là, cầm điện thoại đây cho anh. Miếng dán thải độc chân giá của nó sẽ là 40k cho một 40k cho một bịch như này nhá. Đấy, 40k cho một bịch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Đấy, cái này thì về nhà các bác để vào chậu rửa bát này hoặc là các cái chậu mà nó có cái phần lọc như này. Các bác đặt vào cho em. Đấy, khi đổ thì các bác cầm lên ra là đổ này. Cái lọc rác bình thường thì nó hay bị tắc nghẽn nhưng mà cái lọc rác inox này thì rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, nó cái phần lỗ nó rất là nhiều và nó lưới nó dày cho nên là rác nó không chảy xuống được. Lọc rác inox giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Lên cho em là lọc rác inox giá sẽ là 15.000, các bác chỉ cần đặt vào cái chậu rửa mặt à chậu rửa bát nhà mình là ok. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một cái mẫu bình đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một con bình như này. Giá của nó sẽ là này, đấy, một con bình rất là ngon lành như này bằng inox nhá, inox 304, rất tiện và sạch sẽ nhá. Đấy, rất tiện sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k. Đấy. 80.000 cho một con bình 20 như này. Đây các bác này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc, nước uống này. Đấy, rồi đa di năng luôn. Rất tiện nhá, giá thì chỉ có 80k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác rằng sản phẩm đó là cái bàn chải vỉ nhá, bàn chải vỉ. Con này thì cái cơ chế hoạt động của bàn chải này là giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng này. Đấy, khi nhà sản xuất người ta đã tính toán rồi. Đó. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải vỉ nhá. Bàn chải vỉ này. Bàn chải vỉ giá chỉ có 25k thôi. 25k cho một vỉ này bao gồm 1 2 3 4 5 6 cái. 25.000 cho 6 cái bàn chải của Nhật như này. Và dòng này của nó thì là chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng đây. Rất là tốt luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên trên là bàn chải vỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ.
đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên mã cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn, có chức năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k. Đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ này đuổi muỗi giá sẽ là 45k một cái nhá. 45.000 cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đây các bạn này, đấy thì đây nó sẽ là một cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thấy chưa? Rất tiện luôn nha. Các bác chỉ cần kết nối nhấn nút thôi. Đó. Có chức năng đuổi muỗi và chức năng làm đèn ngủ luôn, rất là tiện các bạn này. Đấy. Rất tiện luôn. Đó. Rồi ok, 45.000 các bác nhá.